xóa đi các bạn là tạo một cái trẻ đúng không, mà chúng ta không có check đấy, check và thực hiện các câu lệnh này với mệnh đề with check option và thực hiện các câu lệnh này update delete trên view này. Mới lại là thầy rồi. Thầy bảo là cứ cứ mỗi lần sau mỗi tuần là thầy có đăng cái đáp án để mà bọn em cái câu nào không biết thì tham khảo với thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khóa tuần nào này nhỉ? Chúng ta đã khóa đến tuần chờ tí nhá, chờ tí Số nhá. Tuần số 7 truy vấn con khóa chưa nhỉ? Chắc là khóa rồi đúng không? Tuần 2 này này. Truy vấn tính tổng. Rồi, để mình khóa lại các tuần này mình đặt đẩy lên nhá. Hình như mình có đẩy lên đây tuần 1 là gì đây? Đáp án tuần 1 đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo tuần 2 nhá. Tuần 2 là lecture 6 truy vấn một câu này. Rồi. Thôi nhá, phải tí nữa chúng mình sẽ đẩy lên cho các bạn. Các bạn mình sẽ đầy đủ cho. Tí nút giờ giải lao thì bây giờ chúng ta vào giờ học đã. Lycos thì chắc là chúng ta sẽ Lycos sau. Được chưa nhỉ? Ờ nhà mình không Lycos được vì không có hiểu một lý do nào đó thì thỉnh thoảng nó lại cứ bị sập. Thì mình cứ cứ Lycos. Nếu mà lỗi thì mình sẽ báo lỗi cho các bạn. Còn nếu được thì mình sẽ gửi. Nếu bạn nào cần. Xem nào, môn này thì không cần Lycos full screen. Xem nào. Rồi. Thì truy vấn trên một bảng này, truy vấn nhiều bảng này, truy vấn tính tổng này. Rồi. Bạn chờ mình tí để mình mở slide. Truy vấn. Lecture 10. Chúng ta có dạy nhanh quá không nhỉ? Tuần 5 này. Tuần 6 này. Tuần 7 này. Còn 3 tuần nữa cơ. Còn 3 tuần nữa. Được, ok. Vậy thì bây giờ cứ triển thôi. Xem nào. Cần chờ tí nhá. Tuần này, tuần sau này. Tuần sau nữa này. Thế thôi nhá. Bây giờ chưa học cái này vội nhá, vì chúng ta còn mấy tuần nữa cơ. 3 tuần nữa, bây tuần 5 này, tuần 6, tuần 7 này. Tuần 8 thi rồi này. Ở tuần 9, tuần 10, tuần 11, 12 thì học phần khác rồi này. À vẫn còn 2 tuần thôi, vẫn phải học. Rồi tí nữa mình sẽ chữa bài từng câu cho các bạn. Để các bạn xem luôn, tránh tình trạng là không ai biết gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài 11 hoặc lecture 11. Đấy, thì các cấu trúc điều khiển. Thì ở đây nó sẽ hơi khó một tí đối với các bạn. Là, xem là mình đã record chưa? Rồi, là cái cấu trúc điều khiển này là các cái cấu trúc mà các bạn lập trình trên cái SQL Server hoặc là trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Có nghĩa là chúng ta lập trình logic trên đấy, chúng ta sẽ khai báo các biến, các hàm, các cái đối tượng để chúng ta xử lý dữ liệu, đúng nhỉ? Thay vì là chúng ta cho, ví dụ là cho người dùng phía client xử lý dữ liệu, thì chúng ta sẽ về phía server xử lý dữ liệu. Cái này thì nhiều ngân hàng bây giờ họ sẽ làm thế. Bởi vì sao ạ? Vì ví dụ như trên những giao dịch ấy, thì giao dịch tiền tiền ấy, thì nó phải đảm bảo tính nhất quán. Có nghĩa là ví dụ như là một cái tài khoản ngân hàng mà rút ATM ở một cây này thì nó sẽ không thể rút ở ATM ở cây khác, đúng nhỉ? Đấy, thì cái đấy là điều bắt buộc rồi. Ví dụ như là các bạn mà ví dụ như là người này rút ở ngân hàng ở cây này, người này rút ở cây kia, ví dụ trong tài khoản có 10 triệu thì một người rút 9 triệu, một người rút 8 triệu thì không được, đúng nhỉ? Thì nó sẽ ưu tiên là thứ tự người nào trước sau, và khi rút được rồi thì nó sẽ trừ số tiền đấy và người rút 8 triệu sẽ bị lỗi. Đấy, thì cái đấy là điều bắt buộc mà các bạn phải lưu ý. Chỉ đây là các cấu trúc điều khiển là chúng ta sẽ coi như là lập trình trên cơ sở dữ liệu. Đấy. Vậy cho nên là trong trong khóa học thì có cái chương là lập trình cơ sở dữ liệu đấy, ở chỗ chương 5 ấy. Đấy, các bạn vào cái slide chương 5, lập trình cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ có ngay cái lecture 10. Đây này. Đây này, chương 5 này này. Đấy. Được chưa nhỉ? Lập trình chúng các bạn sẽ thấy ngay lecture 10. Và bắt đầu các bạn sẽ thấy có ba cái lecture liên tiếp nhau. Đấy. Thì đấy là nội dung của chương số 5, hay còn gọi là lecture 10, lecture 11, lecture 12. Đây là lecture 11 nhá. Đây là lecture 11, chứ không phải là lecture 10 như ở trong đây, sao quả. Sao ở trong đây lại cứ lộn xộn thế nhỉ? Trong cái slide này, ở trong mấy cái file PDF này. Nha, thì các bạn cứ theo cái mấy cái file PDF mình gửi cho các bạn ấy để các bạn kiểm tra nha. Thì ở trong lecture 11 này thì các bạn sẽ chúng ta sẽ tìm hiểu đến các cấu trúc điều khiển này. Thì thứ nhất là tệp tập lệnh và bó lệnh. Đấy, tập lệnh và bó lệnh nhá. Biến và bảng tạ. Đấy. Và các cấu trúc điều khiển. Thì tập lệnh và bó lệnh ở đây thì các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ gom nhóm những cái bộ lệnh với nhau, ví dụ như là gom nhóm một cái câu lệnh create database hay là create table lại với nhau. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ gom nhóm những câu lệnh insert lại với nhau để làm gì ạ? Để nó sẽ ngắt ra từng đoạn một. Cho chúng ta thứ nhất là dễ quản lý và thứ hai chúng ta dễ theo dõi, đúng nhỉ? Biến thì chúng ta học rồi, ở một cái ngôn ngữ lập trình chúng ta đều có biến, thì trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta cũng có biến, thì khi có biến thì khi đấy cũng có những câu cấu trúc điều khiển nữa để chúng ta lập trình trên nó. Cho nên là trên khóa học chúng ta có chương 5 là lập trình cơ sở dữ liệu đấy. Đấy, thì đấy là nội dung. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là tập lệnh và bó lệnh. Tập lệnh hay gọi là strip, strip s nhá, là nhiều câu lệnh liên tiếp nhau đấy, hay bó lệnh là một s thì nhỉ. Đấy. Thì là tập lệnh là một một tập các câu lệnh SQL lưu trữ trong một tệp nhá, tệp thường có đuôi là SQL. Đấy, thì cái này các bạn tập lệnh thì các bạn đã biết rồi đúng không? Bó lệnh là tập con các câu lệnh trong một tập lệnh được thực hiện được thực thi một cách độc lập. Bó lệnh là một tập con các câu lệnh trong một tập lệnh được thực thi một cách độc lập. Tí nữa các bạn sẽ có những câu lệnh go, có câu lệnh use database hay là go hay là gì đấy, thì đấy là những cái à đây nó dưới đấy. Trong tập lệnh có chứa nhiều bó lệnh được ngăn cách bởi từ khóa go. Go nhá. Trong tập lệnh được ngăn cách bởi từ khóa go. Nếu câu lệnh phía sau sử dụng kết quả của câu lệnh trước để thực hiện thì nên đặt từ khóa go vào giữa chúng. Đấy. Nếu câu lệnh sau này sử dụng kết quả câu lệnh trước để thực hiện thì nên đặt từ khóa go vào giữa chúng. Đấy. Cho nên chúng ta từ trước đến giờ chúng ta vẫn truy vấn là chúng ta chỉ viết một câu truy vấn. Đấy. Và chúng ta đưa ra kết quả thì chúng ta sẽ chỉ thấy là chúng ta mới thực hiện từng câu lệnh truy vấn đơn giản để chúng ta đưa ra kết quả. Còn bây giờ chúng ta đưa ra một tập các cái truy vấn phức hợp với nhau. Đấy. Có thể là có tập có truy vấn có nhiều phép join nữa. Đấy, trong cả phép hợp, phép loại trừ, phép giao đấy, thì các bạn phải đặt từ khóa go như thế nào cho nó hợp lý và xác định câu lệnh trong một bó lệnh được thực hiện theo thứ tự như nó xuất hiện.
Các câu lệnh trong một bỏ lệnh thì thực hiện theo thứ tự như nó xuất hiện, thì cái này là điều dĩ nhiên đúng nhỉ? Thì câu lệnh nào viết trước thì nó chạy trước, câu lệnh nào viết sau thì nó chạy sau, đúng nhỉ? Tính tuần tự. Thì cái phần lập trình này thì các bạn cũng để ý giúp mình này. Tập lệnh là một cái file, thường thường là một tệp nhé, thường thường là được lưu trong một tệp, một cái file SQL đó. Và bó lệnh là các bó lệnh, là các bó lệnh con trong câu lệnh, trong tập lệnh, mình xin lỗi. Rồi, phải biết được phân cách bởi từ khóa Go nha. Đây là một ví dụ về tập lệnh có hai bó lệnh. Thứ nhất là chúng ta, đây là cái phần chú thích, thì chúng ta các bạn hiểu chú thích thì nó không phải là một lệnh, không phải là một cái gì hết đúng nhỉ? Thì các bạn lưu ý này, create database đấy, go ký hiệu kết thúc cho bó lệnh một. Tiếp theo chúng ta sẽ có bó lệnh 2, you nhé. Đây các bạn để nhá, ở đây chúng ta create database, tên cái database này đấy, và nó sẽ go, và chúng ta sẽ view bó lệnh 2 và chúng ta sẽ create các table với nhau. Nếu mà các bạn không có cái từ khóa phân cách này này đấy, thì nó sẽ báo lỗi là cái này chưa tồn tại này đấy. Nếu mà không có nhé, là cái này chưa tồn tại, vì sao đấy ạ? Vì và nó báo lỗi ngay từ đoạn này xuống dưới đấy, nhưng mà câu lệnh create database này vẫn dùng được. Nhưng nếu chúng ta có từ khóa go ấy, thì nó create xong nó ngắt, xong bắt đầu nó xử lý câu lệnh này trước này, nó chỉ là xí long, nó trả ra kết quả đấy, thì bắt đầu cái câu lệnh thứ hai này nó sẽ sử dụng cái database nó vừa tạo nha. Thì đấy là cái nguyên tắc là nếu mà chúng ta không có từ khóa go, nó hiểu là nó sẽ chạy luôn câu lệnh you này, và khi đấy cái database kia nó vừa tạo và nó chưa trả về kết quả là tạo được hay là không tạo được, nó sử dụng câu lệnh you này luôn, báo lỗi nha. Đấy. Các câu lệnh phải nằm trong một bó lệnh riêng này, ví dụ create view này đấy, các câu lệnh phải nằm nhé. Nếu mà các bạn không cho nó nằm riêng ra ấy, thì khi các bạn làm ở trong SQL Server Studio ấy, management ấy, thì các bạn sẽ thấy nó bị gạch đỏ những cái tên, những cái này này, tên những cái trigger này, view này, tên nó, thì các bạn phải có câu lệnh go đúng nhỉ? Đấy, để ngắt ra những cái thành bó lệnh khác nhau đấy, create view này, create checker này, create procedure này, tạo khung nhìn này, như hôm trước mình có nói không dậy được nhỉ? Tạo checker với procedure thì tí nữa ở trong tiết 3, tiết 4 đúng chưa? Tiết 1, tiết 2 này thì mình chỉ lấy phần này thôi. Create scammer đấy, tạo một khung cầu tạo một scammer là biểu đồ nhưng mà không phải, cấu trúc và tạo một function. Đấy. Thì chúng ta ở hai tiết sau chúng ta sẽ có trigger, procedure và function. Scammer cũng có nhưng như chỉ là qua. Các cấu trúc điều khiển thì các bạn nhìn này, các cấu trúc điều khiển các bạn nhìn thấy có if else, nếu thì, begin end, bắt đầu kết thúc, có lệnh while là có lệnh break để phá vòng lặp, có lệnh continue để bỏ qua lặp hiện tại, có lệnh try catch bắt lỗi, có lệnh go to để đi đến một đoạn nào đó thì go to không khuyến khích nha, và có lệnh return trả về cái gì đúng nhỉ? Thì các bạn trong cái phần chú thích của slide cũng đã có cho các bạn rồi. Đấy. Trong cái phần chú thích của slide ấy, cũng có chết, hình như cái này không có chú thích à? Không có chú thích. Thôi nha, các bạn tập trung, các bạn nghe thôi nhá. Đấy. Đấy, thì các bạn để giúp mình là những câu lệnh này thì các bạn nhìn các bạn thấy cũng dễ rồi đúng không? Đấy. Những câu lệnh này chắc là check két, thì nếu mà chưa học lập trình PHP hay là JavaScript hay là lập trình một ngôn ngữ xây dựng ứng dụng ấy, thì các bạn chắc có thể là chưa động đến cái check két này. Đấy. Còn nếu mà các bạn khi đã lập trình ứng dụng rồi thì các bạn bắt buộc phải có check két để chúng ta bắt lỗi. Nếu được thì nó làm gì, còn nếu không được thì nó làm gì. Đấy. Nếu mà cat error thì chúng ta sẽ phải in ra cái error đó, hay là chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Đó. Đó tùy tình huống.
và một số câu lệnh khác sử dụng trong script, ví dụ như use database, use gì đó, câu lệnh print thì thường thường use mình thấy là thường là use database, còn use cái gì khác nữa thì mình cũng không để ý lắm. Vì từ trước giờ mình biết những câu lệnh MySQL á thì mình toàn sử dụng câu lệnh use database để chúng ta chuyển những cái database bất kỳ. Đúng nhỉ? Khi chúng ta vào một cái cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhá, thì có nhiều database thì chúng ta phải sử dụng câu lệnh use để chúng ta in ra sử dụng để chuyển đến cái database tương ứng. Tiếp theo là plain là câu lệnh in plain nhá. Plain là in ra cái màn hình. Đấy, in ra cái màn hình của SQL Server á. Giống như các câu lệnh select của bạn thì nó in ra nó đưa ra một cái bảng, đúng nhỉ? Thì cái plain này nó sẽ đưa ra một cái dòng lệnh hay một cái gì đó ở trên cái màn hình các bạn mong muốn. Declare khai báo set tập hợp exec là thực thi. Declare khai báo nhá, set cài đặt hoặc là gọi nhiều khi là gọi là tập hợp đấy, cài đặt thiết lập nhá. Thì ở trên cái set ở trong đây thì chúng ta sẽ gọi là cài đặt đi. Exec là thực thi. Execute đấy. Đấy, nhưng mà đây mình cứ đọc là exec thì nó chỉ biết nhìn này là thực thi nhé. Thực thi cái câu lệnh nào, thực thi một cái function nào, thực thi một procedure nào đấy, thì chúng ta sẽ gọi là exec. Declare khai báo rồi đấy. Cấu trúc use thì chúng ta sẽ là use database và nhiều cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì bắt buộc chúng ta phải có dấu chấm phẩy đằng sau này nhé, bắt buộc phải có dấu chấm phẩy đằng sau thì mới sử dụng được. Cấu trúc câu lệnh print thì print một string nào đó, ví dụ ở đây có này use ap là sử dụng cơ sở dữ liệu ap, mở cơ sở dữ liệu ap này. Declare total total new kiểu dữ liệu money đây nhá. Declare nhá thì biến trong MySQL ở SQL Server hoặc là trong ngôn ngữ SQL nó sẽ bắt đầu bởi dấu a còng đấy. Total due money khai báo biến total due này đấy là số ngày hết hạn hay tổng hết hạn hay gì gì đó đấy. Thì chúng ta set nhé, set là cài đặt hoặc là thiết lập cái biến total due này bằng cái câu lệnh select. Select sum quả invoice total trừ payment total trừ credit total, à đây là số tiền trả lại đấy. From invoice đấy là gán giá trị cho biến total due, mà nếu total due lớn hơn không đấy thì print ra total invoice due đấy, thì chúng ta phải convert cái total due này. Total due là đang kiểu money nhá đấy, thì chúng ta phải convert sang kiểu varchar để nó là thành một cái chuỗi nha. Đấy thì đây là biến đô la, không phải là biến mà đây là ký tự đô la nhá. Đấy, cái từ dấu nháy đơn này đến dấu nháy đơn này thì chúng ta sẽ hiểu là cái ký tự đô la là nó sẽ in ra luôn. Đấy, còn cộng đây này với cái convert này này thì nó in ra một cái giá trị ở đây. Đấy, cái cộng convert này này nó sẽ in ra một cái giá trị ở biến total new này. Else invoice pay full thì là thông báo là đã trả đầy đủ, đúng nhỉ? Hoặc là in là thông báo là đã nợ bao nhiêu tiền, tổng hóa đơn cần trả nhỉ? Hoặc là còn nợ thì cái câu lệnh này chúng ta có thể thử áp dụng được ở đâu nhỉ? Còn phải if else nữa. Ở trong cái quản lý nhân viên của chúng ta có cái nào sử dụng được không nhỉ? Hình như không. If cái gì đó. À đây. Các bạn là hãy tính số phụ thuộc nhé. Đây chúng ta để mình mở sang cái SQLite. SQLite đúng không? Đấy. Thầy tiến hành share lại màn hình đi thầy. Mình chưa share, các bạn từ từ. Các bạn là import lại cơ sở dữ liệu hôm trước nhá. Chúng ta import lại cơ sở dữ liệu hôm trước nhá. Thì trước khi import chúng ta load cái table demo này nhá. Connect cái MySQL SQL này và chúng ta load cái table demo
ta xóa đi. Được. Để chúng ta import lại. Thì để import lại ấy, thì có hai có một cách là đây. Các bạn copy cái file mà mình gửi ở trong bài tập tuần 1 ấy, hôm trước thì như mình cũng nói rồi. Ở trong lục bài tập tuần 1 thì các bạn nhìn thấy này, có một cái file là cái file này này, tuần1.sql á. Các bạn click vào đấy. Đúng chưa? Nó tải về. Các bạn mở lên thì các bạn copy cho mình cái câu lệnh create table này. Đấy. Copy đến create địa điểm phòng. Đấy. Copy cứ lần lượt là chạy nha. Hết vào đây. Hoặc các bạn có thể chọn import nhé. Đấy. Import sẽ bị dính một cái lỗi ở cuối cùng á, là cái lỗi cái file tuần 1 này này. Đấy. Là cái lỗi không bị lỗi luôn à. Thầy chỉ xem mỗi màn này thầy nói thế hơi chờ, hơi chờ, chờ. Có hình dung thầy ạ. Đây. Các bạn lưu ý này, ở chỗ này này là các bạn import cái file mà mình gửi cái bài ở trong bài tập tuần 1 đấy. Các bạn import vào đấy và các bạn nhấn run này, chọn cái file. Đây này, khi mình chọn được cái file rồi thì nó sẽ lại đây cái file này tuần1.2 vì mình tải hai lần. Cái file tuần 1 đấy. Đây .sql. Sau các bạn nhấn ok là tự động nó sẽ ra được cái database như này cho các bạn. Nha. Yeah. Nhưng với database này thì đang thiếu một cái trường là trường giới tính ở cuối cùng. Đấy, trường giới tính chưa có. Đúng nhỉ? Thì các bạn sang lại cái tab này. Đấy. Sang lại cái tab này thì các bạn ấn auto table này. Đấy. Xong rồi các bạn chạy nó lại auto table. Đấy. Các bạn run này. À, bảng nhân viên có rồi. Nhân viên có giới tính rồi. Hình như nó insert rồi ra đúng không? Rồi mình update lại nhá. Đấy, update lại nhá. Đấy. Update lại nhá. Thì chúng ta sẽ được. Rồi. Kiểm tra thì các bạn nhấn vào select cell from nhân viên đúng nhá. Các bạn thấy xem là có trường giới tính chưa? Đây có giới tính rồi. Nhá, yeah, có giới tính là nam nữ rồi thì đây là đúng. Thì khi mà các bạn import xong mà các bạn thêm câu lệnh update để chúng ta được câu lệnh giới tính như này thì khi thế là chúng ta đã được cái database. Còn nếu các bạn đã sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL á, nếu mà các bạn đang sử dụng cơ sở dữ liệu ở SQL Server mà trên máy các bạn cài đặt đấy thì chúng ta không cần quan tâm bước này. Bước này chúng ta lúc nào có sẵn rồi nhá. Yeah. Và khi các bạn tuần sau các bạn lên trên lớp học ấy thì các bạn cũng không cần quan tâm bước này. Lúc đó mình đã cho các bạn sẵn rồi là các bạn truy vấn vào cái database mình tạo sẵn cho các bạn ở trên lớp. Các bạn chỉ cần cắm dây mạng vào mà chúng ta truy vấn được ở trong trong mạng LAN là chúng ta sẽ truy vấn được cái database mình sẽ cho sẵn. Tránh tình trạng là chúng ta lại cứ mỗi một tiết học chúng ta lại tạo một cái database mới. Và khi đấy mình sẽ có rất nhiều database cho các bạn. Đấy. Mỗi một buổi sẽ có một những cái database khác nhau để chúng ta thực hành. Ví dụ như buổi này này, cái cơ sở dữ liệu AP ấy, là chúng ta chưa có. Đấy, như buổi này cơ sở dữ liệu AP này. Đấy, thì các bạn chưa có nên chúng ta rất là khó thực hành. Nhưng mà nếu buổi sau chúng ta làm trên lớp ấy thì các bạn chỉ cần kết nối đến database mình chia sẻ cho các bạn. Ở trên lớp là các bạn đã sử dụng được luôn rồi nhá. Vâng, nhưng mà thầy vẫn phải đưa thêm cái query gốc cái database đấy để mà em nhìn biết. Không, mình không đưa query gốc, mình chỉ đưa cho các bạn cái cấu trúc của database thôi. Cái bảng vâng, cấu trúc. Nhưng mà nếu mà tức là bọn em vẫn biết được là các cái trường thuộc tính trong đấy là các bạn thuộc các bạn thử mở xem. Ô các bạn thử mở và xem. Mình cũng các bạn chưa biết câu lệnh nhỉ? À đây. So table.com. Không biết là cái này có được không này. Không được. Tức là mình phải biết được là cái kiểu dữ liệu ở mỗi cái thì mình thao tác nó mới dễ. Cái là có cho các bạn nhé, nhưng mà sao cái này lại không show được nhỉ? Bạn cho mình tí.
Chỉ có MySQL à? Chờ mình tí nhé, để mình đây, chúng ta sẽ không có lệnh sâu thì xem nào. SQL show table. Schema. Nhưng nó không SQL Server là không cho có lệnh sâu, không như MySQL. MySQL chúng ta có thể có những câu lệnh sâu database, sâu table, nhưng đây nó không highlight lên. Đây table name ở bên đây chúng ta sẽ có câu lệnh này. Đây trên mạng tra nhé, mình vừa lên trên Stack Overflow tra thôi, là nhân viên. Chúng ta chạy cái lệnh này, chúng ta sẽ thấy được cái scammer của nó. Gì vậy? Table name bằng mà để column name. Cái này có thể là nó không tương thích rồi. Không được nha. Thôi, có gì mình sẽ cho bạn xem sau nhé. Mình quen cái MySQL, MySQL show thoải mái. Có lệnh S là show nhưng mà có lệnh của SQL Server lại không có. Thôi nhá. Thì chúng ta sẽ tính sau. Đấy. Đây. Có lệnh này mình thấy rất nhiều chỗ nó chia sẻ được nhưng mà mình chạy lại không được. Được rồi này, nhưng mà là lỗi quỷ gì đấy. Column đây, họ đệm này. Audience này. Default này. Vulnerable này. Time này. Column name. Đây này, độ dài dữ liệu nữa nhỉ. Character maximum. Không copy được nhỉ. Copy. Sợ thật. Cái bộ này nó giấu kiểu gì đây? Không inspect được nó luôn, nội dung của nó không inspect được vào. Sợ đấy.
Đây mình cứ gõ lại từ này nhé, character. Rồi đây thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có data type này, data type thì character gì đây, mình có rồi à, đây nhá thì bạn lăn nhá, bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có họ đệm này, Navacha này 30 nhá, thì cái code này, cái đoạn này mình sẽ gửi, mình sẽ lưu lại, mình gửi cho các bạn đây, gửi luôn ở đây đi. Đấy. Thì nó sẽ đưa ra cái cấu trúc của database hơn đâu cấu trúc của table nhé. Đấy. Cấu trúc của table nhân viên đấy nhỉ. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể xem các cái table khác, ví dụ dự án hay là địa điểm phòng hay gì đó, thì các bạn thay tên nó ở đây cũng như là thì nó sẽ đưa ra cho các bạn cấu trúc của nó, ví dụ kiểu int hay kiểu dev ấy, thì không có độ dài ký tự đúng nhỉ, kiểu int cũng thế, int là int đấy, thì các bạn sẽ lưu ý giúp mình cái đấy là nó không có độ dài ký tự rồi nhé. Thì bây giờ đề bài của các bạn trong cái này tương tự như câu lệnh này, tương tự như câu lệnh này là các bạn hãy đưa ra cho mình que nó sao đây. Các bạn chờ mình tí nhé, để mình làm sao cho nó tương đồng. Nào, in là thông báo nhé. Đây này, các bạn nhìn đây là một cái thông báo mà in ra xem nào có đã trả hết tiền hay chưa. Nếu mà chưa thì hoặc là trả hết rồi, hoặc là chưa trả còn nợ bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ in ra một cái thông báo là đếm số phụ thuộc của một nhân viên ở đó nhé. Nếu nhân viên đó có số phụ thuộc lớn hơn không, có nghĩa là có một phụ thuộc trở đi, ví dụ như có vợ, có con hay là gì đó ấy, thì chúng ta sẽ in ra là nhân viên đó có bao nhiêu phụ thuộc, còn nếu không thì in ra là nhân viên đó không có phụ thuộc nào cả nhé. Đây sử sử dụng lập trình anh nhìn cái gì ở đây, đưa là thông báo số lượng phụ thuộc in ra màn hình, đưa là thông báo không hay in ra màn hình số lượng phụ thuộc của một nhân viên đấy, nếu nếu lớn lớn hơn không sẽ in là nhân viên có n nhớ nhờ, nếu lớn hơn không sẽ in ra là nhân viên có n phụ thuộc, còn nếu không sẽ in ra là nhân viên không có phụ thuộc nào, tương tự như câu lệnh này nha. Thì mình copy tạm câu lệnh này cho các bạn nhé, các bạn thấy là mình copy kiểu gì đây, không copy được.
Các bạn hiểu ý chưa nhỉ? Nha, in ra màn hình số lượng phụ thuộc của một nhân viên. Chúng ta sẽ viết như thế nào? Đấy. Đây, mình sẽ mở lại thế này cho các bạn. Câu lệnh ví dụ. Đề mình sẽ gửi vào trong phần chat. Ai làm được xong chưa có điểm. Set set cái số phụ thuộc bằng bao nhiêu đấy, và set cái mã nhân viên bằng bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta muốn chuyển biến vào, chúng ta sẽ chuyển như thế nào đấy. Ví dụ như là một nhân viên nhá, thì các bạn phải chuyển cái mã nhân viên vào cho mình nhá đấy, chứ không phải là chúng ta chuyển hết vào. Và lưu một cái lưu ý nữa là một chết biết trong đây nó có message đâu rồi, thì nữa mình sẽ thử trong cái SQLite này xem là nó có message hay không. Nếu không có message thì chúng ta vẫn bắt buộc phải sử dụng SQL Server thôi. Thế ơi, cái hàm convert va cha phẩy phẩy một này là chuyển chuyển sang y này. À, y nó tệ. đây sang 300. Đây là kiểu dữ liệu của nó này, đây là chúng ta đây là kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn convert nó sang. Còn total view là kiểu dữ liệu mặc định của nó là money đấy. Còn phải một phẩy một đây là giá trị mặc định, có để nguyên phẩy một lại cho mình. Em thử thầy. Em thử kiểm tra em là đúng chưa? Bạn chia sẻ màn hình đi. Nhân viên là số nhân viên ạ. Thì em đếm mã số nhân viên, thì nếu mà cái cơ cấu này mà lớn không ấy, thì em sẽ ra là có người phụ thuộc là bao nhiêu người đấy, phụ là đây là Đang thử chạy chưa? em chưa tạo cơ sở dữ liệu nên là chưa chạy được ạ. Đây chỉ là viết ạ. Ok, bạn chạy ở tạm luôn cơ sở dữ liệu giúp mình. Cái file tuần 1.sql ấy, nó có sẵn mà. Đấy, em chạy được năm cái bài nó báo lỗi ạ. Đã tồn tại đây. À, tôi chết rồi. Nào, trước khi create database nhân viên thì các bạn phải là use database nhân viên nhé. Ở lên trên ấy. Đây ở đâu bài đây? Use database nhân viên. Quản lý nhân viên. QL nhân viên như này bạn ấy. Ở ngay bên này nó có cái nhắc quản lý nhân viên này.
Để bạn chạy có lại ưu, ta mới mua đen cái ưu trước đó. Để chạy đi. Thì các bạn nhìn cái góc trên bên trái ngay ở trên ấy là cái chữ quản lý nhân viên nó chọn rồi theo vì master. Bây giờ bạn chọn cơ lệnh create table đi. À đây rồi. Create trước không insert sau nhá. Rồi, tiếp theo insert. Trước cái câu lệnh on to table đừng update vội. Đấy, đúng không? Đúng không? Đừng update. Đấy, đúng không? Vậy. Đừng có mấy cái xuống đấy. Kệ không sao, không sao. Ờ, tôi xóa lại được. Thì select nó không sao được mà. Rồi. Tiếp theo đến on to table. Không, một câu lệnh counter trước. Execute vậy nên không phải có câu lệnh go. Rồi. Đấy thì bây giờ bạn chạy lăn chọn vào quản lý nhân viên đúng rồi. Execute lăn rồi này. Đó, đã lỗi không? Không cần bôi đen, nếu mà chỉ chạy luôn cái này thì không đấy, có phụ thuộc là 7. Thì bạn sẽ thấy là ô sao lại là phụ thuộc là 7. Kiểm tra lại đi cho mình là theo nguyên tắc thì chả có ai. Nhưng trong cơ sở liệu bạn thử chạy lại một cái câu lệnh là gì nhỉ? Select sao? Select mã số nhân viên này. From phụ thuộc đi. From phụ thuộc. Bạn ấy dbo chấm phụ thuộc cũng được. Cái này đang hình như đang lỗi. Ở trên cùng bạn ghi ở trước cái câu lệnh này bạn ghi chữ u quản lý nhân viên ấy thì nó sẽ không bị lỗi kiểu này. Cái file này của bạn tạo trước cái file tuần 1 kia cho nên nó bị lỗi. Bạn cứ u đi. Hoặc là biết là câu lệnh đấy đúng không? Biết là câu lệnh đấy. Go go trước rồi khi chúng. Rồi sử dụng câu lệnh là select sao flow phụ thuộc hoặc gì đó. Đấy. Thì các bạn biết table cho phụ thuộc cái mẫu của thầy là nó sẽ ra 7 người à đây mình sai nhỉ? Sai đúng không? 7 người là quá tổng. Bạn cái kia bạn chưa có một cái gọi là gì ạ? Chưa lọc theo từng người. Đúng rồi. Cảm ơn. Rồi. Thì các bạn chạy xong thì nó sẽ in ra một cái message luôn cho các bạn ở trên cái app server. Còn ở trên cái này mình chưa thấy cái khung message ở đâu. Có thể là nó in luôn ra chỗ này thôi. Vì mỗi khi mình chạy những câu lệnh create table hoặc là create đấy thì nó không thấy nó thông báo gì. Cho nên là các bạn cứ thử nhé. Thầy, em bị một cái lỗi, tức là nó bảo là can on đây đây, em xem hình như. On only one expression can be specified. Select it separately, not in to new exit. Bạn đang nhầm một cái rất là cơ cái rất là hay như thế này. Cái set số phụ thuộc là kiểu int đúng không? Vâng. Đấy, cái số phụ thuộc là int nhưng mà bạn select bạn lại đưa ra hai giá trị. Select bạn đưa ra hai giá trị là mã số nhân viên và count ở kia thì cái số phụ thuộc nó in nó dán vào cái này. Đấy, đúng không? Nhưng mà nếu mà để như thế này nó lại chẳng sao. Nó lại ra là more value đúng nhỉ? Thì ban nãy mình mới bảo là các bạn cần phải khai báo một cái biến mới, một cái biến nữa là cái biến mã số nhân viên để các bạn truyền nó vào trong, chứ không phải là các bạn bây giờ các bạn nói như thế nào bây giờ nhỉ? Cái kiểu dữ liệu số nhân viên của các bạn đang là kiểu dữ liệu kiểu int. Mà cái kiểu int của bạn là một số mà bạn lại đang gán một cái mảng hoặc là một cái list
vào trong cái số đấy thì nó có gắn được không? Có nghĩa là nó sẽ in ra một danh sách, các bạn thử chạy chạy mỗi câu lệnh select cao ấy, các bạn bôi đen mỗi câu lệnh select cao ấy. Đây mình thử luôn nhé. Mình chưa share. Đây. Thì nó có chạy được không mà đây này. Các bạn thử nhá. Select cao quản gì đấy ạ? Mã số nhân viên. From phụ thuộc. Group by. Group by. Group by gì ạ? Mã số. Mã số nhân viên, mã số sinh viên. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy được là sẽ in ra một cái gì ạ? Một cái danh sách. Cái gì vậy? Phụ thuộc. Cao mã số nhân viên vào lúc ai đúng rồi này, cao cái mã số MSNV vào lúc ai giả sử như này nhé. Đây bạn này nó sẽ in lại mỗi số 1 thế nào nhỉ? Thử xem nào, sao lại in ra mỗi số 1. Đây, 3, 3, 1, gì đấy. Thì các bạn lưu ý giúp mình nhé. Là các bạn đang cố gắng một cái giá trị và một cái list này và một cái giá trị. Nếu mà nó chuyển ra số 3 này, số 3 này, số 1 này thì các bạn ấy thoải mái. Nhưng mà bây giờ nó làm cái list và các bạn gắn nó thành một cái giá trị thì nó có làm được không ạ? Nó không làm được nhá. Đấy, thì nó sẽ gặp lỗi ngay lập tức. Thì có hai cách để xử lý trong cái bài này. Là cách thứ nhất, chúng ta sẽ in ra một cái bảng phụ. Là tí nữa chúng ta sẽ có một cái bảng phụ. Đây này, trong cái khung buổi học hôm nay chúng ta sẽ có một cái bảng phụ để chúng ta lưu cái dữ liệu vào. Nghĩa là chúng ta sẽ lưu một cái dữ liệu mà chúng ta không mã số nhân viên này. Đấy. Một cái bảng phụ lưu cái gì ạ? Lưu những thông tin này. Ví dụ như mã số nhân viên này thì có 3 phụ thuộc, ở số nhân viên này có mấy phụ thuộc, một số nhân viên này có mấy phụ thuộc. Và từ cái bảng phụ này, đúng không nhỉ? Từ cái bảng phụ này thì chúng ta mới in ra là 3 câu lệnh sử dụng vòng lặp while, in ra 3 câu lệnh là nhân viên này có 3 phụ thuộc, nhân viên này có 3 phụ thuộc, nhân viên này có 1 phụ thuộc, còn những nhân viên còn lại thì không có phụ thuộc nào. Đúng nhỉ? Đấy, không phụ thuộc nào thì bắt buộc nếu mà chúng ta mà in ra nhân viên mà có phụ thuộc và nhân viên không có phụ thuộc thì chúng ta phải sử dụng một phép nữa là phép let join. Đúng không? Đấy. Thì cái này là chúng ta sẽ sử dụng phức tạp hơn. Nhưng mà như vừa nãy các bạn vừa làm ấy là các bạn ví dụ như các bạn declare cho mình. Các bạn declare giống như câu trúc kìa. Declare. Bây giờ ai vào đây? Rồi, các bạn declare một cái biến gọi là biến số phụ thuộc chẳng hạn. Đúng nhỉ? Các bạn declare một cái biến số phụ thuộc ở đây. Ví dụ đây này. Declare. Đúng nhỉ? Declare mình viết thêm a còng ở đây. A còng này. Số phụ thuộc này, lại số phụ thuộc này. Kiểu dữ liệu của nó int, đúng nhỉ? Đấy. Và nếu các bạn declare cho mình thêm một cái nữa là mã số nhân viên. Mã số nhân viên ở đây là kiểu character 6 bằng còn thằng nào đây ạ? Số nhân viên thì select sao from nhân viên. Nó lại câu lệnh lăn nhỉ? Control Enter là lăn nhá. Đấy. 1, 2, 4, 5, 6 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế nhờ. Và đây, khi đấy là chúng ta sẽ chuyển mấy biến ạ. Chuyển hai cái biến vào đây. Thì select sao from group by. Where. Where.
hit enter thì là chạy mã số nhân viên bằng SNV. Thì khi đấy nhá, khi đấy thì chúng ta mới xét được cái a còng số phụ thuộc bằng cái này nhá. Đấy, bằng cái này nhá. Thì khi đấy nó thì trả ra được sao đấy ạ? Nó trả ra đúng một giá trị thôi nhá. Thì chúng ta có thể declare được, set được cái này nhá. Đấy, thì chúng ta kiểm tra câu lệnh if sao đấy ạ? A còng số phụ thuộc mà lớn hơn 0 thì print là gì đấy ạ? Print đơn, không biết nhảy đơn này, nhảy kép đây. Các bạn cho mình xem lại nhé. Nhảy đơn và không có đóng mở ngoặc luôn. Nhảy đơn bắt buộc phải nhảy đơn không? Và không được tiếng Việt có dấu à? Có tiếng Việt có dấu thì chúng ta phải có n phải lần trước nhé. Clean viết đúng như của họ đi, nhỡ lỗi mà viết phải chả sao, nếu mà lỗi thì chúng ta sửa lại đúng chưa. N phải nhân viên có cộng với lại, thì cái clean này cộng với lại còn xong mấy cái này nó không ấy nhở, nó không đổi màu nhở, cảm giác nó cứ sợ sợ ấy. Và cha này phòng số phụ thuộc này 1 này đóng ngoặc này cộng lại phụ thuộc. Đấy. Rồi chạy luôn thôi, không được, quay trước hay là gọi mã số nhân viên group by phải đi having được đúng không ạ? Having là điều kiện của cái thằng group by đúng không? Đấy, nó không có cái thông báo lướt gì hết. Các bạn nhìn này này, mình vừa chạy câu lệnh này nó chả có thông báo gì hết, nó trắng trơn, nó không như của các bạn, nó có cái message ấy. Đấy, nó hơi cục chuối rồi, chết rồi, bây giờ phải kiếm cái gì để thay thế này đây. Nó không in ra message thì làm sao mà chúng ta biết được nhỉ? Ông ơi. Thế thầy thử để cái mã số nhân viên là kiểu dữ liệu là cùng với cái là n và trả sao? Nó trả sao? Nó ép kiểu được. Ví dụ như là character này, n và trả hay sao ấy, thì nó ép kiểu được thì nó không được gì hết. Chết rồi. Hỏng rồi. Bây giờ tự nhiên lại phải cài à? Mà mình không có cái cài chứ. Bắt buộc rồi, cái này bắt buộc phải cài rồi. Vì nếu mà phần lập trình này là chúng ta bắt buộc phải cài Equal Server rồi. Để mình thử tìm một công cụ khác nhé. Tìm công cụ khác thôi, chứ còn nếu không là chúng ta bắt buộc phải cài rồi. SQL Server Online. Ây giời ơi. SQL Feeder. Cái này trước mình dùng đây. Scammer. Đây, mình cứ share cho các bạn cái trang này. Cái trang này trước mình lúc đầu mình định hướng dẫn cho các bạn ấy thì là mình định cho bạn sẽ làm cái này cơ. Đấy. Nhưng mà đây, MS SQL Server 2017 nhá, chọn vào đấy nhá. Đấy. Thì
vì một lý do nào đó mà hôm ý cái trang này mình định hướng dẫn cho các bạn nó bị sập, nên mình sẽ sử dụng cái trang SQL Online Online đấy. Các bạn cho mình tí thì mình thử chạy xem là nó có chạy được không. Nếu không được thì thôi chúng ta vẫn phải cài đặt thôi đúng nhỉ. Cài đặt thì hơi nhột. Em dùng Ubuntu. Các gì Ubuntu không có bản MS. Thế không mới lắm đâu, nhưng mà vấn đề là không thì mình sẽ dùng laptop thôi, mình lười bật laptop thôi. Chết chết chết, từ Hai thì dùng Y giả lập một Windows đi. sẽ nói cho các bạn kỹ hơn về kiểu tựa bảng này để chúng ta xử lý nhá, là biến vào bản tạo thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Đấy, chúng ta chạy nốt cái phần kiến thức này đã, rồi còn cái chỗ kia thì chúng ta mình tìm cách mình cài, được không thì mình dùng laptop thế thôi, không có gì nha. Thì ở trong biến và bảng tạo ở đây thì các bạn sẽ học về biến vô hướng, là biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nha. Thì biến vô hướng này thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn là dùng cho kiểu nào, dùng các lệnh declare để khai báo biến. Ví dụ các bạn declare một cái biến nào đó thì bắt đầu bằng từ các còng này, thì giá trị ban đầu của biến là null, còn như của mình ban nãy ở đây này đấy, như ban nãy đây này các bạn nhìn thấy nhỉ, mình khai báo biến mã số nhân viên này đấy, nhưng mình sẽ đi cho nó giá trị ban đầu mặc định nó là 12456 rồi bằng đằng sau này nhá. Còn cái này mặc định nó sẽ bằng cái null này này, số phụ thuộc này vẫn là mặc định bằng null này đấy, thấy nhỉ. Biến vô hướng là các biến có kiểu dữ liệu chuẩn, có phải có kiểu dữ liệu nhé, và chứa giá trị đơn. Lưu ý này, chứa giá trị đơn chứ không được một cái list như mà nãy các bạn gặp phải, đúng nhỉ. Và tên của biến phải luôn bắt đầu bằng ký hiệu bởi dấu a còng. Phạm vi hoạt động của biến thường là trong bó lệnh, phạm vi của biến là trong một cái bó lệnh nhé đấy, mà nó được định nghĩa các biến này được gọi là biến cục bộ, gán các giá trị biến bằng câu lệnh set hoặc là câu lệnh select đấy. Thì chúng ta thường chúng ta sẽ câu lệnh set cái tên biến, hoặc là chúng ta select cái biến cũng được đấy. Thì câu lệnh select biến thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là khi nào thì chúng ta sử dụng câu lệnh save, nó sẽ gắn ngay ở trong cái mệnh đề select thôi đấy. Thì thường thường chúng ta sẽ câu lệnh set nhé. Biến có thể dùng được ở trong biểu thức nhưng không thể thay thế được cho các đối tượng hay từ khóa. Biến có thể được dùng trong biểu thức nhá, nhưng không thay thế được cho các đối tượng hay từ khóa. Ví dụ, tên biến thì không thể gán được thành tên của một đối tượng nào đó hay một từ khóa, ví dụ như là từ khóa trong một cái database nào đó, ví dụ như là select hay là ví dụ như là insert hay gì gì đó, thì biến không bao giờ thay thế những cái đấy nhé. Đấy. Biến chỉ cho những cái biểu thức logic, ví dụ như là biến được gắn bằng giá trị nào, biến được so sánh với giá trị nào và in ra cái biến đó. Đấy. Hoặc là trong cái phép cộng trừ đấy là in ra đấy, chứ nó không có thay thế. Ví dụ như là cái biến mình gắn bằng select và mình lấy cái tên biến đó mình thay cho cái câu lệnh select là không được nhá. Rồi, và cú pháp thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh declare là khai báo một cái gì đó. Variable name 1 và data type. Variable name 2 và data type. Đấy, nếu có nhiều biến thì chúng ta ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Và nếu mà chúng ta muốn gán giá trị cho một biến thì như vừa nãy mình có nói, set variable bằng một cái giá trị nào đó hoặc là bằng mở ngoặc đơn một cái câu lệnh select. Giống như vừa nãy ví dụ đúng nhỉ? Đấy, hay là gán giá trị cho nhiều biến thì chúng ta cho giá trị cho biến bằng câu lệnh select ấy. Thì chúng ta sẽ có select này, tên biến này bằng cái column name của trong cái câu lệnh select đó. Ví dụ như là chúng ta muốn lấy là nhiều thông tin ví dụ nhiều biến trong cái nhiều thông tin trong cái câu lệnh select này, thì chúng ta sẽ có a còng variable name 1 này bằng cái column name, ví dụ như là bằng cái mã số nhân viên chẳng hạn. Variable name 2 thì bằng cái gì đó, đúng nhỉ? Thì các bạn làm lần lượt cho mình cái đấy. Thì đấy là câu lệnh select thì nhỉ, select này variable name này thì bằng cái tên column nhé, tên cột nhé đấy. Ví dụ xem nào, biến vô hướng rồi, ví dụ về biến vô hướng nhé, UAP AP hoặc là AP
thì hôm trước hôm sau nếu mà chúng ta lên được phòng máy, mình sẽ cho các bạn thực hành bằng những câu lệnh này. Các bạn sẽ truy vấn vào máy của mình để các bạn chạy thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta sẽ đi clear mark invoice money, min invoice cũng kiểu money, nghĩa là chúng ta sẽ khai báo này, trong cơ sở dữ liệu AP này, khai báo này kiểu mark invoice là kiểu money, cái biến này này là giá trị in hóa đơn lớn nhất và hóa đơn bé nhất, giá tiền đấy, và percent difference, phần trăm khác hay gì là kiểu số, kiểu số nhá, trước dấu phẩy là 8 và sau dấu phẩy là 2. Và invoice count là kiểu INT, vendor ID va là kiểu INT. Thì các bạn để này, set vendor ID va bằng 95. Nghĩa là khi lấy cái biến vendor ID này bằng 95, thì lần này chúng ta có thể vendor ID va ở đây này, chúng ta có thể bằng 95 ngày ở đây được. Đấy, bằng 95 ngày ở đây nhá. Đấy, thay vì có lệnh set này. Thì khi chúng ta khai báo chúng ta đã cho nó giá trị luôn. Chuyển vào giá trị luôn thì không phải là null nữa. Nha. Yeah. Và set mark invoice thì chúng ta sử dụng câu lệnh select. Đấy. Set min invoice cũng sử dụng câu lệnh. Cái gì đây? Min invoice total. Invoice total ở đâu đây? Sao cái min invoice total này lại được kiểu này nhỉ? À, cái invoice total là nó có ở trên này sao? Không được. Đó, ở đây nó mình không hiểu cái min invoice total này nó lấy kiểu gì, đúng nhỉ? Có thể nó phải lấy tương tự như cái trên cái câu lệnh trên này, nhưng mà thay vì max chúng ta sử dụng thành min, đúng nhỉ? Chứ tự nhiên ở đây có một câu lệnh select, chả biết select ở đâu. Đấy, nhưng bạn lưu ý nhé, ở trong cái lý thuyết này này, chúng ta select nhé. Đấy, thì chúng ta phải biết là chúng ta phải select ở đâu nhé, chứ không phải ví dụ như đây này, set này gì, select ở đâu nhé, ví dụ select min bằng min invoice total ở đâu, alley from này, from này, nó có hai, nó tự nhiên nữa này, nó xuống dòng ở nữa này, mình không để ý này. Đấy, đây bạn để này. Đấy, thì câu lệnh select nhé. Thì cái câu lệnh select này mình sẽ gắn cái min invoice total này bằng cái câu lệnh min này, và invoice count thì bằng count sao này, là tổng số lượng hóa đơn ở trong bảng hóa đơn này, from invoice này, where vendor ID này, where giống như trên đây này. Đấy, thì đây có hai cái ví dụ khác nhau này. Ví dụ trên là chúng ta sử dụng câu lệnh set để gắn giá trị biến, ở lệnh dưới chúng ta sử dụng câu lệnh select, ba câu lệnh liền này này, có bốn câu lệnh này, 1 2 3, ba câu lệnh nhưng mà bốn dòng từ đây đến đây. Đây này, từ đây đến đây. Ôi giời ơi. Có bút rồi mà sao không vẽ được bút này. Ừ. Đây, mình thử đây xem nào. Không được. Không được nha. Mình thử bút không được. Rồi. Và có lệnh select cuối này thì chúng ta sẽ là phần trăm khác, thì chúng ta sẽ tính là hai biến max invoice trừ min invoice chia cho min invoice và sao 100%. Thì đây là percent difference, có nghĩa là cái tỷ lệ khác nhau của cái giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất. Đấy. Thì cái này các bạn có thể xem, đúng nhỉ? Cái công thức tính toán này thì không có gì, chỉ có khác là cái thứ nhất là câu lệnh này này là sử dụng câu lệnh set, đúng nhỉ? Thì cái trên này là set value ID bằng giá trị luôn. Câu dưới là set một cái giá trị này bằng một cái câu lệnh truy vấn và chúng ta sẽ phải có where này. Các bạn nhìn này, where này. Đấy. Thì lần nãy mình ở trong cái câu lệnh truy vấn của mình ở trong cái bài kia, mình cũng có where, đúng nhỉ? Vì khi chúng ta set một cái giá trị, một cái biến ở đó, thì chúng ta chỉ, đây là biến vô hướng mà, thì chỉ có một giá trị trả về thôi. Nếu mà các bạn set mà nó lại trả về một cái list, thì là đấy là sai rồi. Bỏ lỗi ngay lập tức. Nha. Tiếp theo câu lệnh select min invoice này, thì chúng ta sẽ nhìn để này. Select min invoice được gắn bằng min như này. Invoice count thì gắn bằng cái count này, trên from invoice này, where đấy, thì ba câu lệnh này, bốn dòng này này đấy, thì nó phục vụ cho hai cái min invoice và invoice count này để nó đưa ra cái thông tin.
Thì nếu mà chúng ta mà chỉ viết cái min invoice, max invoice ấy, thì chúng ta có thể cho ở đây nhé, cho cái cả cái a còng max invoice bằng max invoice total ở đây cũng được, thêm cả cái câu lệnh như vậy cũng được, nên không cần phải câu lệnh này nữa. Nhưng mà đây là các cái trường hợp ví dụ cho nó, cho nên là chúng ta sẽ có cả trường hợp này nhá. Có nhiều lo học đấy. Và đây là ví dụ về biến phương hướng thì chúng ta sẽ in ra green của convert là giá trị plain, convert plain, convert plain đấy. Thì cái kết quả chạy khi thực thi được tập lệnh này thì nó sẽ in ra trong cái lệnh message ấy. Message nó in ra cho cái tab message ấy, không phải tab output nhé. Các bạn nhìn có hai cái tab, cái tab message và tab output thì gì đó, thì các bạn click vào message thì nó in ra được cái thông báo khi các bạn chạy được hay không nhá. Đấy thì đây là cái ví dụ khi mà chúng ta sử dụng biến vô hướng. Thì các bạn để giúp mình là ví dụ như là đây chúng ta có câu lệnh là cái mấy câu lệnh này chỉ là in ra thôi. Chỉ ví dụ như là đây bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là đưa là ví dụ các bạn sử dụng bảng nhân viên nhé. Các bạn khai báo cho mình hai một cái biến là số lượng nhân viên, lương của nhân viên cao nhất và lương của nhân viên thấp nhất. Và các bạn in ra cho mình cái thông tin là lương cao nhất là bao nhiêu và lương thấp nhất là bao nhiêu. Đấy là một cái ví dụ. Để mình xem nào, trong cái chương này chúng ta có bài tập về nhà là gì không? Trái cat bắt lỗi, trái cat thì cố bắt lỗi khi chúng ta convert hoặc là làm cái thao tác gì đó thôi. Khó nhờ, chúng mình cho các bạn làm cái này thôi, há mồm đấy. Đến mấy phần cuối này mà đến cái phần cấu trúc của cơ sở dữ liệu thì cơ cấu trúc của database thì hơi mệt đấy. Cũng công nhận cũng bắt đầu có sự khó. Rồi nha, thì các bạn xem cái ví dụ này giúp mình, cái biến vô hướng này. Đấy. Biến vô hướng. Nó như đau họng nhé. Bắt đầu thế. Đau rát họng đấy. Thì các bạn lưu ý giúp mình nhé. Chúng ta cài, chúng ta chạy những câu lệnh này. Xem nào có chạy được hay không. Đây nhá, cái ví dụ thứ hai nhá. Thôi, mình cứ giao cho các bạn về nhà làm vì mình cũng không, bây giờ tiện tạm thời không chạy được. À, máy laptop của mình cũng chưa cài nhé. Chứ này đã cài rồi thì không nói gì. Câu số 2 nhá. À, chúng ta sẽ vẫn là cái sử dụng biến vô hướng thôi. Câu số 2 mình sẽ gửi phần cát cho các bạn. Câu 2 này. Bài tập về nhà của tuần này là những cái câu là mình yêu cầu các bạn làm. Đấy. Cho nó dễ nha. Câu 2. Câu 2 này. In là màn hình
số lượng nhân viên của công ty. Phải này, mức lương cao nhất, thấp nhất, trung bình. Đấy, tôi in ra màn hình này, mức lương với lại cú pháp như sau này. Tôi thì có lệnh in là lương, ôi nhầm, số công ty có bao nhiêu nhân viên, công ty có n nhân viên, n thay bằng cái số chúng ta vừa làm được nha. Lương cao nhất là lương thấp nhất là các cái hệ chấm công nhỉ, à, lương trung bình là cái đoạn đấy câu 1 nhá, câu 2 nhá. Đấy, câu 1 này, câu 2 này, thì câu 2 mình gửi luôn vào phần chat cho các bạn. Và nếu mà bây giờ các bạn làm luôn thì các bạn cứ làm. Rồi buổi sau buổi sau các bạn ấy các bạn nộp luôn, tí nữa hết giờ các bạn nộp luôn thôi mình nhá. Đây mình cũng edit luôn vào một cái file nào đó này, tí nữa mình copy paste vào bài tập về nhà thì ra cho các bạn. Có hai câu thứ lại có hai câu rồi. Câu 1 này. Chúng ta là mùng 3 tháng 3 nhé. Đấy, mình mới đưa để tặng cho bạn hai bài như thế này.
hai câu này. Thì nữa chúng ta vừa học chúng ta sẽ có những câu bổ sung tiếp theo thì bạn cứ làm cho mình nhá, làm liên luôn cho mình câu số 2 nhá. Đấy. Nếu có vấn đề gì thì cứ báo cho mình chữa cho. Đi nhỉ. Hai. Alo, thế nhá, chúng ta tiếp tục nha. Thì đấy là biến vô hướng. Và khi chúng ta đã được cái biến vô hướng đó, chúng ta in ra màn hình thì chúng ta sử dụng câu lệnh print và những câu lệnh convert để convert những cái biến đó thành kiểu dữ liệu captcha. Nhá, thì phải cùng kiểu dữ liệu chúng ta mới cộng được. Bạn hiểu chưa nhỉ? Cùng kiểu dữ liệu chúng ta mới cộng được nhá. Đấy, thì cái kết quả khi chạy tập lệnh ở cái tab message ấy, thì bạn sẽ thấy maximum. Nếu mà mặc định chúng ta không mặc định hình như nó cũng là cái tab message hay là cái tab output, mình không nhớ rõ trong FPL server ấy, thì các bạn sẽ là những cái dòng như này. Đây là cái ví dụ đó. Còn của các bạn thì các bạn sẽ in ra là số lượng nhân viên hay gì gì đó, đúng nhỉ? Nhớ là như thế này. Đấy. Nhớ là nếu mà muốn in ra tiếng Việt có dấu thì các bạn phải có cái chữ n phẩy đằng trước là cho mình nhá. Cái đơn thì cái đơn nhá. Các bạn có phải có cái n phẩy ở đây. Để làm gì ạ? Thì nó mới in ra được là tiếng Việt có dấu, còn nếu không thì báo lỗi. Bạn lưu ý giúp mình nhá. Đấy, lưu ý cái chỗ đấy cho mình, phải có l phẩy thì mới có tiếng Việt có dấu. Rồi, thì đấy là ví dụ về biến vô hướng, đúng nhỉ? Tiếp theo là biến là chúng ta là kiểu dữ liệu kiểu bảng. Đấy, là biến là có giá trị là một bảng dữ liệu. Ví dụ như ban nãy mình cũng có nói là khi chúng ta muốn lấy ra một cái biến mà có là một bảng dữ liệu, đấy, một bảng dữ liệu
thì chúng ta phải làm sao ạ? Là biến có bảng dữ liệu này, biến cũng là biến cục bộ, chỉ hoạt động trong phạm vi bó lệnh mà nó được định nghĩa là trong cái câu lệnh declare trước và sau cái biến go ấy. Nếu chúng ta định những một cái biến này thì trước và sau biến go thì chúng ta sẽ không vượt kiếm quyền được nó qua một cái bó lệnh đấy. Biến bảng có thể sử dụng như một bảng cơ sở dữ liệu, thì chúng ta có thể select, insert, update, delete trong cái biến bảng đó nhé. Cái biến tên là bảng, biến nó khai báo là table ấy, mà chúng ta lấy ra cái table đó thì giống như cái view thôi đấy. Và không thể dùng biến bảng trong câu lệnh select into đấy, không thể select into vào một cái biến bảng đúng nhá. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có declare table name, column name một, đúng nhá. Chúng ta đã khai báo cái bảng này, khai báo một cái biến bảng là có kiểu dữ liệu là table nhé, kiểu dữ liệu của nó là table chứ không phải cha va cha int nữa. Và chúng ta sẽ có mở ngoặc, ở đây là các cái cột của nó, ví dụ column name một data type, column name hai data type đấy. Còn cái column attribute này có thể null not null hay là primary key hay gì đó, thì các bạn có thể thêm vào equal duy nhất đấy, identity cũng được, các bạn thêm vào đấy. Thì ở đây là một cái ví dụ cái khai báo, chúng ta có declare big vendor, kiểu dữ liệu của nó là table đấy. Nó có hai cột dữ liệu là vendor ID và vendor name đấy. Thì ban nãy các bạn cũng để ý là ví dụ như ban nãy mình select số lượng phụ thuộc ấy đúng nhờ, thì các bạn sẽ có để có gì đấy ạ, có cái câu lệnh là select mã số nhân viên phẩy cao của mã số nhân viên from bảng phụ thuộc và group by cho phụ thuộc ấy, thì đấy là nó y là một bảng đúng không? Thì đây chúng ta có một bảng, thì ở đây cái chèn vào bảng ấy thì các bạn cũng biết là cái câu lệnh insert này, insert select đúng nhỉ, thì nó sẽ lấy ra tất cả dữ liệu ở trong bảng và nó insert vào bảng big vendor. Thì trong cái bảng này thì lưu ý là khi câu lệnh select này thì nó sẽ không không kiểm tra làm buộc nhá, thì khi các bạn insert vào này nó sẽ có dữ liệu thì nó insert vào, có thì nó insert vào đấy nhỉ. Và điều kiện của nó là những cái hóa đơn mà có lớn hơn 5.000, đấy chắc là 5.000 đô đây đấy, thì có nghĩa là những cái hóa đơn có giá trị lớn thì gọi là big vendor đúng chưa. Và chúng ta select sao from big vendor thì chúng ta sẽ in lên được cái bảng này. Thì các bạn có thể áp dụng bằng cách là chúng ta sẽ khai báo một cái biến bảng đúng chưa đấy, ở đây nó gọi là bảng tạm thời này đấy, cục bộ. Gì đây? Cái này chúng ta sẽ nói tiếp theo đấy, thì để chúng ta sẽ lấy ra được một cái bảng nha, thì tí nữa mình sẽ có một cái ví dụ tương ứng cho các bạn để chúng ta làm cái này. Chúng ta nói tiếp này, bảng tạm thời đấy, những cái bảng tạm thời này là những cái bảng mà chúng ta như cái bảng mà mình vừa declare mình khai báo ấy, thì đấy là những cái bảng tạm thời thì nó chỉ tồn tại trong cái phiên làm việc hiện tại đấy, nghĩa là biến hoạt động chừng nào cửa sổ query editor đóng thì nó sẽ bị mất nha. Đây là cái câu lệnh cái tab mà các bạn đang mở ấy, các bạn mở thêm một cái query tệp query ấy, các bạn đóng cái tệp đấy thì nó sẽ biến, nó sẽ biến mất đấy. Và bảng sẽ được tạo trong trong cơ sở dữ liệu hệ thống theme db đấy, theme db nhé. Đấy, cái bảng này thì được ở trong theme db đấy. Dùng lệnh load table nếu muốn xóa bảng tạm trước khi kết thúc phiên làm việc hiện thời. Thì khi mà kết thúc phiên làm việc thì nó tự động nó xóa đi, còn chúng ta cũng có thể điều khiển bằng cách chúng ta drop nó đi đúng không? Và sử dụng bảng tạm khi muốn kiểm tra các truy vấn hoặc lưu trữ dữ liệu tạm thời đối với tập lệnh phức tạp. Khi đối với những câu lệnh mà chúng ta muốn chèn dữ liệu vào trong database thì chúng ta sử dụng bảng tạm để chúng ta kiểm tra xem là nó có chèn đúng hay không, thì đây là cái ý nghĩa của bảng tạm đấy. Thì chúng ta ít khi chúng ta sử dụng những câu lệnh quá phức tạp đúng không nhỉ, thì chúng ta cũng ít khi động đến bảng tạm. Tiếp theo bảng tạm có hai loại bảng tạm này, bảng tạm cục bộ là local temporary table, hay là bảng tạm con cục global temporary table đúng không nhỉ. Thì bảng tạm cục bộ hoạt động trong một phiên làm việc và bảng tạm con cục thì hoạt động trong tất cả các phiên làm việc. Thì ví dụ như là các bạn có nhiều cái tab nhé, có nhiều cái tab gì gọi là gì nhỉ, có nhiều cái tab ở trong cái SQL server ấy. Ví dụ như đây này, đây là một cái tab nhé, các bạn cộng một cái tab mới
chúng ta biết chỉ vẫn ở trong đây. Đấy. Thì khi đấy là đây là những cái tag khác nhau. Đấy. Thì cục bộ thì nó chỉ dùng ở trong một cái tag này thôi. Còn toàn cục thì nó dùng trong nhiều tag. Đấy. Đấy, cái ý nghĩa của nó xem như thế. Còn cái tab của nó thực sự ở đây là cái tab trong cái SQL Server kia kìa. Đấy. Và chúng ta để định nghĩa bản tạm cục bộ hay là toàn cục để chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự thăng ở trước tên bản tạm cục bộ và hai cái ký tự thăng này trước bản tạm toàn cục nhé. Hai ký tự thăng là toàn cục và chúng ta sẽ có, đây là những cái ví dụ cục bộ thì chúng ta sẽ có into một cái thăng là cục bộ nhé. Bảng tạm cục bộ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sử dụng ở trong đây. Còn bản tạm toàn cục thì chúng ta có hai cái thăng nhé. Đấy, thì đấy là cái bảng tạm cho các bạn để các bạn sử dụng. Cái bảng tạm này thì các bạn đấy là trong các bạn quá trình các bạn thực hành, các bạn thử, các bạn test thôi. Còn thực tế nếu mà kiểm tra để mà cho các bạn tạo các bảng tạm này thì thay vì tạo bảng tạm thì chúng ta sử dụng các cái câu lệnh declare khai báo bảng kia, hoặc là về sau chúng ta sẽ có cái procedure sẽ sử dụng sướng hơn và thích hơn so với lại cái create thêm một bảng tạm này nhá. Nó cũng sử dụng xử lý cái câu lệnh như này và chúng ta xử lý procedure nhá, à mà thủ tục đấy. Và cuối cùng là các cấu trúc điều khiển, cấu trúc điều khiển này sau nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái đề bài để chúng ta làm với lại câu 1 là in là màn hình số lượng phụ thuộc này này. Đấy. Câu 2 là in là một màn hình số lượng của nhân viên của công ty này. Câu 3 là chưa dùng bảng tạm gọi nhé. Hai chấm này, in ra màn hình, số giờ công, quả, không được, đúng rồi, quả từng nhân viên. Rất là dễ đúng không? Ví dụ như này, đây chi tiết ở dưới này đi, tạo có tên là giờ công nhân viên và hoặc là nghĩa đến đại học. Chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là chúng ta tạo một cái bảng tạm để chúng ta làm. Cách thứ hai là chúng ta sẽ khai báo một cái biến bảng và chúng ta sử dụng cái biến bảng đó, chúng ta gán giá trị cho cái biến bảng này và chúng ta sẽ sử dụng các câu lệnh select ở trong đây nhá. Đấy, hai cái này đều sử dụng select để chúng ta in ra được nhá. Đấy là câu 3.
Có hai cách nhé, cách một thôi mình chỉnh ở đây là cách một, cách hai nhé. Đấy. Alo ạ. Vâng ạ. Vâng. Tuần này ạ, thi tiếng Anh ạ. Chủ nhật ạ. Là hai mươi mấy ạ. Chúng ta tiếp tục nhé. Thì ở phần tiếp theo, ở trong cái lecture 11 ấy, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cấu trúc điều khiển ở trong MySQL hoặc SQL Server. Thì cấu trúc điều khiển ở đây thì các bạn có các câu lệnh, ví dụ như là câu lệnh if else thì ban nãy chúng ta đã nói đến rồi. Đấy, thì if thì là boolean expression, boolean ấy thì có nghĩa là đây là cái biểu thức logic, logic chỉ trả ra giá trị true false. Có nghĩa là các bạn cứ định hình trong đầu là nếu mà vế trong mệnh đề if này thì phải kiểm tra nó đúng hay là không. Đấy, nếu kiểm tra được nó đúng hay là sai. Nếu mà kiểm tra đúng sai ấy, thì cái câu lệnh if này là đúng. Còn nếu mà các bạn là if mà ví dụ a bằng 4 chẳng hạn, một dấu bằng thôi, a được gắn bằng 4 thì là sai, đúng nhỉ? Đấy. Thì ở trong cái này thì các bạn lưu ý giúp mình tùy từng cái ký pháp để chúng ta khai báo, đúng nhỉ? Đấy. Thì chúng ta sẽ có if điều kiện. Ví dụ như là cái này early void này nhỏ hơn get date thì chúng ta in là you outstanding invoice overdue hết hạn, đúng không? Đấy. Thì kết quả invalid nó sẽ nhìn này. Đấy. Thì cái đấy là câu lệnh if hoặc if đơn hoặc là if for else. Đấy. Đúng không? If else ở đây thì cái if else thì các bạn quá quen thuộc rồi, đúng không? Thì đây là một câu lệnh mà chúng ta sẽ lấy ra cái biến thôi. Nó chưa có if else gì hết. Và bên này chúng ta khi chúng ta được ra được cái biến này, ví dụ min invoice you hay max invoice you hay là sớm nhất à, nhưng mà mình không biết đọc cái từ này, earliest invoice you và latest earliest invoice you. Thì select min invoice you bằng min của hai của này, select max bằng min của cái này, max của cái này, early đấy, từ trong cái bảng này đấy, mà where invoice total này trừ payment total trừ credit total lớn hơn không, thì các bạn sẽ đưa được những cái biến này, gắn được các cái giá trị cho nó, và từ các cái giá trị đó thì các bạn sẽ kiểm tra và sử dụng câu lệnh if else và câu lệnh begin end. Begin end đây là một bó lệnh nha. Giả sử giống như trong lập trình các bạn thôi, giả sử nếu mà các bạn học Pascal, ngôn ngữ lập trình Pascal thì không sao, nhưng bây giờ các bạn bỏ hết Pascal rồi. Thì cái câu lệnh begin end này có nghĩa là nếu mà trong câu lệnh if này này, nó print nó có nhiều câu lệnh, ví dụ như chúng ta chỉ cần một câu lệnh print ấy. Này ví dụ như cái này else này, một câu lệnh print thì chúng ta viết print luôn cũng được chả sao. Nhưng mà khi ở đây chúng ta sẽ có ba câu lệnh print. Đấy, nếu mà chúng ta if ở đây mà print đấy nó chỉ nhận mỗi một cái print này thôi, nếu mà không có begin nhé. Và nó sẽ print này thì nó mặc định nó vẫn cứ print ra thôi. Đấy, và đến cái else này sẽ báo lỗi nha, thì nó không biết là if trước nó ở đâu. Đấy, vậy để mà chúng ta gán được cái if trước nó là trên đây này. Đấy, thì ở ngay dưới cái câu lệnh if này chúng ta phải có begin end để nó gộp những câu lệnh này lại thành một, và nó sẽ nằm ở trong cái mệnh đề if đúng. Còn nếu mà if sai thì nó là một cái câu lệnh này, lưu ý nhé. Đấy, nếu if đúng thì nó sẽ chạy câu lệnh này, tập các cái câu lệnh này. Đấy, có if sai không? Thì đấy là ý nghĩa của câu lệnh begin end và câu lệnh if else, nếu đúng và nếu sai. Đấy.
Đấy, hoặc là để kiểm tra xem nào, để kiểm tra xem nào đối tượng có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không. Ví dụ như là DBID này là có database ở trong cơ sở dữ liệu hay không. Đấy, thì chúng ta sử dụng câu lệnh là DBID gạch dưới. Đấy, là chúng ta sử dụng if. Dụ kiểm tra sự tồn tại của cơ sở dữ liệu testDB trước khi xóa. Đây là chúng ta tồn tại nếu mà xóa, nếu mà có. Đấy, is not null này. Nếu mà if mà cái database này not null. Đấy, thì chúng ta sẽ xóa cái database đó đi và chúng ta create này. Đấy, nhưng mà trong câu lệnh create chúng ta có câu lệnh là tạo nếu không tồn tại, đúng nhỉ? Hoặc là drop if exit, đúng nhỉ? Drop if exit, chúng ta xóa đi. Đấy. Thì tùy đấy. Thì tùy nếu mà chúng ta kiểm tra bằng cái này hoặc là chúng ta kiểm tra bằng hàm if exit nếu tồn tại, đúng nhỉ? Đấy là tùy, chúng ta thích làm cái gì cũng được. Đấy, tiếp theo là cú pháp of hàm object id là kiểm tra tra sự tồn tại của bảng. Bạn này là db id nhé, là kiểm tra sự tồn tại của cơ sở dữ liệu. Còn object id là kiểm tra sự tồn tại của bảng. Thì chúng ta sẽ có if hoặc là if exit, đúng nhỉ? Đấy, thì mình cũng khuyến khích các bạn là if object id của cái này. Đấy, hoặc là if exit tồn tại thì chúng ta xóa đi. Còn nếu kiểm tra sự tồn tại của bảng tạm thì chúng ta nhớ là có temple chấm dấu thăng ở đây để chúng ta biết là thăng là bảng tạm ở trong đấy, không biết là một dấu chấm hay là hai dấu chấm. Thì trong quá trình thực hành các bạn thử tạo một cái bảng tạm cho mình. Đấy là cái bảng mà ban nãy là bảng bảng gì nhỉ, bảng giờ công nhân viên ấy, là cái bảng tạm đúng không? Thì các bạn kiểm tra xem có không, nếu có thì nó xóa đi nhá. If nhá, thì nhớ các bạn lưu ý giúp mình là những cái mệnh đề con của if này này thì chúng ta nên thụt vào một dòng. Các bạn viết ngang ở đây cũng chả sao đâu, viết thẳng nét ở đây từ trên tới chả sao đâu, nhưng mà ví dụ là mệnh đề có mức độ ưu tiên cao hơn hoặc là mệnh đề cha mệnh đề con ấy, hoặc là câu lệnh cha câu lệnh con ấy, thì các bạn cho câu lệnh cha ra ngoài câu lệnh con thì thụt vào một tí và nó dễ nhìn nhá. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta làm cho nó thuận tiện hơn. Tiếp theo là câu lệnh while. While thì câu lệnh kiểm tra điều kiện kiện thôi, thì giống như ngôn ngữ lập trình. Đấy. Thì câu lệnh while được thực hiện khi biểu thức điều kiện đúng. Thực hiện nhé. Khi cái biểu thức điều kiện đúng, còn nếu mà nó dừng. Và nếu muốn thực hiện nhiều hơn một lệnh trong câu lệnh, ví dụ như nãy mình nói là chúng ta thực hiện nhiều câu lệnh. Đấy, trong câu lệnh while thì chúng ta sẽ phải sử dụng một khối lệnh là khối lệnh begin. Đấy. Và để kết thúc lệnh lặp này mà không cần kiểm tra điều kiện thì chúng ta nhấn vào break. Và nếu mà muốn kết thúc vòng lặp hiện thời, nghĩa là chúng ta kiểm tra được nó như thế này rồi, chúng ta continue đi, chúng ta bỏ qua cái vòng lặp này và chúng ta sang vòng lặp khác ấy, thì chúng ta sử dụng continue nhé. Đấy. Thì đấy là các cái câu lệnh while. Ví dụ ở đây try catch thì mình nói luôn nhé. Ví dụ của while thì các bạn cũng quá quen thuộc rồi. Ví dụ của while thì khi các bạn là sử dụng khi các bạn mà lập trình ấy, thì các bạn đã làm while quá nhiều rồi, đúng nhá. Đấy. Thì bây giờ các bạn để giúp mình là bây giờ chúng ta sẽ đây, while đây, các bạn có thể đọc thêm ở trong slide nhá. Đấy. Câu lệnh xử lý lỗi check get. Lỗi khi xảy ra lỗi trong khối try thì con trỏ điều khiển sẽ chuyển sang khối get để xử lý lỗi. Đấy. Nếu không có lỗi là không có lỗi nào trong khối try try thì khối get được bỏ qua. Đấy. Nếu mà bắt được lỗi ở trong khối try ấy, thì nó bắt đầu nó chạy khối get, còn không thì bỏ qua nhé. Đấy. Thì bây giờ các bạn này, try này, begin try hoặc end try, begin get hoặc end get. Đấy. Thì chúng ta begin try này, add where statement hoặc là add a statement block. Đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra và tương tự như nó là các cái mệnh đề SQL hoặc là các cái block SQL. Chúng ta có nhiều nhiều mệnh đề, nhiều câu lệnh ấy, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là blocks, một khối nhỉ. Và các hàm được sử dụng trong khối get là error number này, error message này, error 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 severity hoặc là error state. Thì chúng ta print ra những cái error number này, chúng ta sẽ in ra được nó là lỗi bao nhiêu, in ra cái lỗi error message là lỗi nó như thế nào. Thì khi các bạn chạy những câu lệnh ấy
như ở đây bạn lại mình chạy nếu mà nó xảy ra lỗi đúng nhỉ? Đấy. Như xảy ra lỗi thì các bạn cũng sẽ thấy là đây này nó lỗi này, nó có lỗi là lỗi bao nhiêu đúng nhỉ? Message là gì? Đấy. Thì các bạn cũng có thể check nó. Ở đây nó không in là lỗi bao nhiêu rồi. À đây, mã lỗi 156. Đấy. Đây là mã lỗi nhé, còn message của nó là incorrect data send where on này, đấy đấy đấy, online 14. Đúng nhỉ? Đấy, thì đây là cái message của nó. Đấy thì các bạn cũng lưu ý giúp mình cái đấy nha. Đấy, cái lệnh check test on error number này, error message. Thì ở đây không biết là có chú thích đầy đủ không? Có ghi chú không? Cũng không có ghi chú. Mình không biết là trong cái file PDF các bạn nhận được có ghi chú hay không. Yeah, ví dụ cô lệnh try insert invoice là cái value này. Đấy. Nếu mà nó không lỗi ở cái câu lệnh insert này thì nó sẽ print là success. Đấy, nó lần làm lần lượt mà. Nó insert và nó print. Đấy, em try. Và nếu mà lỗi thì nó sẽ báo là value record word not exist print invoice error. Cái mã lỗi là bao nhiêu và error message là bao nhiêu. Đấy, các bạn nhìn này, error mã lỗi đúng nhỉ, record word not insert statement conflict with foreign key. Đấy, đây là lỗi khóa ngoài nha. Đấy, thì đây là cái lỗi khóa ngoài là chúng ta đã chắc là nó bị chèn trùng. Đúng nhỉ? À, hoặc là không có khóa ngoài. Không biết là... Hoặc là không có đây này. Không có cái nào là cái ZXK này. Đấy. Thì sẽ báo lỗi. Không có, hoặc là không có cái 779 này này. Cái bảng invoice là bảng của sản phẩm và bảng của nhân viên hay gì đó đúng nhỉ? Đấy, thì chúng ta sẽ báo lỗi này. Ok. Một số hàm của hệ thống này thì các bạn đọc thêm giúp mình nhé. Đấy. Identity này, Indent current, Column, Allow count này, Allow này, Server name này, Hot name, System user. Thì những cái này chúng ta thường thường là chúng ta ít động đến. Rất là ít động đến. Nha. Đấy. Mấy cái này nhìn khó rồi. Ít động đến thôi, chúng ta không là. Còn SQL động thì có cần không? Chỗ SQL tại mỗi phòng lab là gì đây? Locals 00 không hiểu lắm, chỗ này không hiểu lắm, chúng ta có thể mấy cái câu lệnh này thì các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đấy, từ cái chỗ mà một số hàm sử dụng hệ thống ấy thì cái này các bạn sẽ tham khảo thêm. Nếu mà trong quá trình thực hành có động vào cái này ấy, thì mình sẽ nốt chú thích này cẩn thận cho các bạn, không thì chúng ta bỏ qua nhé. Đấy. Thì đấy là nội dung của câu lệnh try test. Thì các bạn đọc kỹ lại cho mình, các bạn tự đọc slide nhé, các bạn tìm hiểu và các bạn thấy thắc mắc ở phần nào hoặc là tất cả các ấy trong cái lecture 11 này, các bạn thấy thắc mắc phần nào, các bạn thấy còn khúc mắc ở chỗ nào trong cái lecture 11 này thì các bạn báo lại cho mình, đúng chưa? Nếu không thì chúng ta 10:30 chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là lecture 12 đấy, là hàm lưu trú và thủ tục. Đấy, đúng không? Lecture 12 và lecture 12 này sẽ thi cực kỳ nhiều, cả giữa kỳ cả cuối kỳ. Đấy, cho nên lưu ý giúp mình cái đấy, cho nên mình sẽ dàn cho cái lecture 12 này tuần này với tuần sau. Được gì nhỉ?
Excel sau nhớ là nó sẽ bị nhiều nha, nhiều nội dung đấy. Và nó lại còn nhiều cái cơ sở dữ liệu ở tuần sau. Thế nên tuần sau mình sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn cơ sở dữ liệu, các bạn chỉ cần thực hành thôi. Chứ chúng ta không cần phải create lại table, create database nữa. Nha, lưu ý giúp mình cái đấy nhá. Có cả database AP này, database về quản lý sinh viên này, database về quản lý nhân viên này, là nhiều nhiều database khác nữa. Đấy. Thì các bạn lưu ý giúp mình cái đấy. Thế nhá. Rồi, các bạn lấy nhanh giúp mình để chúng ta đọc hết lại slide, xem lại và là thử làm cho mình ba cái bài mình đã đẩy lên trang CST ấy. Ba cái bài làm luôn đi xem nào. Có làm được hay không? Và có vấn đề gì không? Đấy. Các bạn có thể vận dụng những câu lệnh if, else, try, test, while vào trong những cái bài này. Nếu mà các bạn vận dụng được nhá, thì chúng ta if, else thì chúng ta sẽ vẫn là ở bài số 1 này. Câu số 1 này, cũng như bài tập tuần 5 ở câu số 1 này thì chúng ta sẽ sử dụng if, else rồi. Đấy. Ở bài tập số 2 này thì chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải có begin end. Cũng không cần, đúng nhờ. Đấy. Còn bài ở tập số 3 thì chúng ta sử dụng bảng tạm và biến bảng. Cách 1 là chúng ta sử dụng bảng tạm và cách 2. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải làm cả hai cách, chứ không phải là các bạn làm một cách. Nha. Thôi, không phải cách 1, cách 2 nữa, mà là câu A, câu B đi. Đấy. Không có là các bạn lại bảo là chúng ta làm một trong hai cách thì nó không... Tự ý lại tách việc ra, đúng nhờ. A nhỏ, B nhỏ nha. A nhỏ. Đấy, B nhỏ. B nhỏ. Nhờ. Cái đấy là cái đấy là bài câu số 3. Chúng ta có 3 câu về nhà là. Đấy, thì các bạn để giúp mình. Vì tuần sau nó sẽ cực khó đấy. Cũng nhắc tí cho các bạn để chúng ta chuẩn bị tư tưởng. Nếu không là sẽ không làm được bài đâu. Vâng, như là thế em thấy là có khoảng độ 10 15 lecture mà nó 14 lecture mình học đến tận 12 rồi thì nếu mà học hết thì mình sẽ không. Các bạn đừng nhầm chỗ này nhé. Là chúng ta các bạn còn một cái phần nữa là NoSQL trong 4 tuần sau. Là từ tuần số 9, 10, 11, 12 là chúng ta học cái khác chứ không phải học cái này nữa. Vì cái này các bạn đã được học ở kỳ trước đến tận lecture 6 rồi. Đấy. Ở kỳ trước các bạn học tận lecture 6 nhưng mà mình dàn cho các bạn 3 tiết. Ơi nhầm, 2 buổi. Mất 2 buổi chúng ta học lại lecture 6. Từ lecture 1 đến lecture 6. Từ lecture 0 nhé, cả lecture intro nữa. Đấy, cho nên là chúng ta hơi bị chậm một tí. Còn theo nguyên tắc và đáng lý ra là tuần này là các bạn đã phải xong cả lecture 12 rồi. Để tuần sau chúng ta làm 13, 14. Nhưng mà mình cũng sẽ nói qua là 13, 14 chúng ta đọc thêm. Chúng ta sẽ làm học đến lecture 12 và thi đến lecture 12. Còn 13 xem nào. Có thi vào không? 13 có thể, maybe là có thi vào phần trắc nghiệm. 13, 14 là chúng ta sẽ vào phần trắc nghiệm. Lưu ý nhá. Thi có câu thực hành, có câu trắc nghiệm. Lưu ý giúp mình cái đấy nhá. Tránh tình trạng là 100% thực hành, có trắc nghiệm nhá. Úi trời, trên session khó đấy. Rồi, cái chương 13, 14 này thì có thể mình sẽ... Để sau mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn nhé. Để sau. Chứ bây giờ chúng ta cũng chưa nhiều đến cái đấy. Thì những bạn nào mà chưa làm bài tập nhá thì cũng tỉnh lại giúp mình là chúng ta có bài tập hàng tuần ấy. Nếu mà không làm bài tập thì điểm nó không cao được. Mình nói thẳng như thế.
dù các bạn thi có 10 cũng chả cao, mà điểm thi mình dám khẳng định là lớp chúng ta xác suất được điểm 10 là 0%. Điểm điểm mười làm gì đâu thầy, bây giờ được độ trên 8 đã là kiểu tốt rồi. Không, thì mình cũng lấy ví dụ như là các bạn làm bài, các bạn luyện đề thường xuyên thì hoặc là làm bài đầy đủ thì các bạn sẽ biết được. Còn không thì ấy, còn tuần sau mình sẽ gửi cho các bạn mấy cái đề thi thử để các bạn luyện, các bạn làm. Và các bạn trong một tuần để các bạn thi thử thì mình sẽ gửi cho các bạn, sau các bạn thi thử xong, các bạn nộp bài xong thì mình sẽ gửi cái đáp án cái đề thi thử đấy cho các bạn, thì các bạn tự check xem là chúng ta làm được bao nhiêu phần trăm và làm được bao nhiêu điểm nhé. Đấy. Còn thi thật thì chúng ta sẽ phải có các câu trắc nghiệm, với những câu trắc nghiệm là về lý thuyết, ví dụ như là chúng ta có lệnh select chúng ta viết như thế nào, hay là những cái câu lệnh mà ví dụ như là kiểu dữ liệu, ví dụ là kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu gì, hay là để lưu giữ dữ liệu của số lượng nhân viên thì chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu nào đấy, ví dụ INT, VATRA, Money hay gì gì đấy, những câu mà các bạn nhìn cái là tích được luôn 0,25 điểm hoặc là 0,2 điểm đấy. Thì không, ví dụ như là lớp lớp BC 3 tín thì những câu trắc nghiệm đấy chắc chỉ được 1 điểm thôi, có 0,1 điểm thôi, vì chúng ta thi 3 tín 90 phút. 90 phút thì 90 phút thì là phải có tầm 60 đến 70 câu. Nếu mà 50 câu thì sẽ phải có hơn một nửa là những câu thực hành. Còn chỉ cần khoảng một ít là câu lý thuyết thôi. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình. Chắc là ngân hàng câu hỏi sẽ tầm khoảng 200 câu. Theo chương, có những chương như này, những chương câu hỏi là các bạn làm nhé. Hai trăm câu khoảng này, xem nhỉ. Đấy là 50 câu trên 200 câu cũng thốn phết đấy. Và lưu ý nhá, lưu ý là chúng ta đấy là thi trắc nghiệm kết hợp thực hành nhá, gọi là thực hành luôn ấy, nhưng mà có một vài câu lý thuyết để các bạn gỡ điểm thôi, chứ còn không phải là thi trắc nghiệm. Các bạn vẫn phải gõ, các bạn vẫn phải truy vấn và là chấm tự động. Đấy. Được thì có điểm, không được thì gạch. Thế là thi xong là biết điểm bao nhiêu nha. Còn đúng sai câu nào nếu mà các bạn nào muốn thì mình sẽ gửi cái file report cho các bạn, file báo cáo là các bạn làm đúng hơn là sai câu nào, còn không thôi qua. Chứ không show đáp án, đề thi không show đáp án nhé, chắc chắn là đề thi không show đáp án. Không có, các bạn lại bạn này làm xong lại gửi cho bạn khác thì thôi lách việc. Ở trong quá trình thi thì cũng không dùng được cái các phần mềm linh tinh, mình cũng nói như thế để các bạn nắm được tư tưởng. Nên là trong quá trình thi thì chỉ mở được tab đấy thôi, không được sử dụng điện thoại để tab khác ở trên cái máy tính của các bạn. Nếu mà thi thì có được kiểu như làm trên MS QL xong rồi nó có mấy cái báo lỗi Không 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 á. Không chỉ có được đúng hả? và sai thôi, đúng không, chỉ có đúng và sai thôi. Nếu mà các bạn vào được MSQL thì các bạn có mở ra những cái bài tập tuần trước thì mà chết à. Thì như cô Lê cũng làm bằng cách này, hai lớp phải đồng bộ với nhau, cho nên mình cũng sẽ làm như thế thôi. Là tuần sau là các bạn sẽ học lớp cô Lê lớp 3, còn lớp 4 vẫn là học mình. Đấy, chúng ta sẽ chuyển, thì có thể là sẽ có một vài lộn xộn trong quá trình học, nhưng mà kiến thức các bạn là có thể là lớp này sẽ nhà cô Lê sẽ dạy khác so với mình, hoặc mình sẽ dạy khác so với cô Lê. Đấy, thì các bạn cũng cố gắng chúng ta mệt nó lại, gộp nó lại, có nghĩa là sao cho nó hai cái lớp. Khi các bạn đang học lớp mình thì khi sang lớp cô Lê thì các bạn sẽ hiểu được cô đang nói phần nào đấy. Và cách tốt nhất để chúng ta làm ấy
cô Lê cô sẽ gọi từng người một sâu cái sản phẩm, sâu cái màn hình các bạn đang làm. Các bạn làm được bao nhiêu phần trăm, các bạn làm như thế nào rồi. Đấy. Như mình thì mình kệ, học học theo ý thức, còn các bạn không học thì các bạn trượt thì thôi. Thì các bạn lưu ý giúp mình, nếu mà các bạn không tự làm bài tập về nhà cũng vậy, các bạn đi xin người khác. Đấy, mình không có bằng chứng nào mình biết được là bạn xin hay không. Các bạn cứ nộp, cứ có điểm, đúng nhỉ? Nhưng mà khi đi thi điểm của bạn thấp, thế thôi. Và khả năng cao là trượt. Học một kiểu, thi một kiểu thì đại học nó là chuyện bình thường. Nhưng mà bọn mình cũng không bao giờ làm kiểu đấy. Đấy, cho nên là các bạn cũng lưu ý giúp mình cái chỗ đấy để tránh tình trạng là khi thi xong thì xin điểm, không bao giờ có nha. Bộ môn khác hay là môn khác thì được, riêng mình cháu giờ mình cho điểm. Chết thì học thì sống, mà không học thì chết. Mất tiền bố mẹ, không ra trường, đúng nhỉ? Trường hơi bị cao đấy. Thứ nhất là do chứng chỉ tiếng Anh không thi được. Và thứ hai là nợ mấy cái môn lặt vặt. Gọi là môn lặt vặt thì các bạn ấy là học xong hết rồi. Nhưng có vài môn, thứ nhất là không may bị giáo viên, giảng viên họ ghim. Họ ghim họ không chù đâu, nhưng mà các bạn cũng gặp vấn đề là bị ghim thì khi mà các bạn, ví dụ như là đáng lý ra, nếu mà nhân từ ra chấm ấy, cái câu này ví dụ sai, nhưng mà làm được bằng này ý, ừ thì thôi vẫn cho bằng này điểm. Nhưng mà ghim rồi thì gạch luôn không điểm. Thì cái đấy là cái tâm lý bình thường của giáo viên thôi, giáo viên nào thế. Nếu mà thích quý thì cứ câu này thôi, dù gì và gì vẫn cho điểm. Nhưng mà ghét thì thôi cho không điểm. Và theo nguyên tắc của giáo dục thì cái đấy là không được. Nhưng mà con người mà, ai chẳng có yêu ghét đúng không? Thì các bạn lưu ý giúp mình cái đấy. Với lại thầy, thầy cho đăng đáp án của các thầy trước để cho em. Ừ, đây để mình về mình tổng hợp lại chứ thực tế ra thì bây giờ nó lại các tuần nó lại không giống như cũ. Tuần 2 bây giờ lại có mấy bài liền cơ. Nó không phải là một bài, nên là mình chưa biết những cái bài đấy mình để ở đâu. Thì mình lưu ở trên driver thì lưu hết rồi. Nhưng mà đâu rồi, mình check tí xem nào. Đang có bài 6, bài 7. Chưa thấy bài 8, có bài 9. Rồi đến bài 12. Có lẽ bài 12 là quản lý sinh viên. Đúng rồi, bài 12 là quản lý sinh viên, loại khác. Lại quản lý khách sạn. Có nhiều bài, mình chưa biết mình để ở đâu. Các bạn cứ chờ, chắc chắn là mình sẽ gửi cho các bạn, yên tâm. Đề thi thì khét thôi rồi. Đề thi thôi, đề thi để sau. Bạn cho mình tí nhá, mình đang không biết mình để đâu. Đến hôm nay rồi mình còn hơi lạnh lạnh nhanh nhái. Đi làm trên nhiều bảng này. Đấy, đến bài 6 là để trên đây rồi này. Bài 7 truy vấn con. Bài 7 này không thấy. Bài 6 ở đây này. Bài 6 đây. Bài 6. Thôi các bạn mình sẽ gửi sau nha. Mình sẽ tổng hợp lại thành như là các tuần sẽ các cái file mình gửi lại. Chứ bây giờ không biết đăng để hết đâu. Bài 6 này, bài 7 này. Bài 8 chưa thấy đâu. Có bài 6, bài 7. Bài 8, bài 9 này. Bài 10 không thấy. Đến bài 12. Chắc là phải thống kê lại. Tôi nhầm bài 9, bài 10 mới là tuần trước nhỉ? Vẫn còn có khả năng nộp bài đúng không? Còn nộp được bài. Đúng nhỉ? Tuần 4 này chúng ta còn nộp được đến bao giờ đây? Hôm nay là 24, đến 11 giờ. Nếu như ai chưa làm bài tuần 4 thì làm luôn nha, đến 11 giờ là hết hạn. Nha.
Thôi cho đến đêm nay đi. Đến 11 giờ đêm nay nhá. Đấy, là hết hạn. Đó. Nhưng là các bạn không thể nộp được đấy. Rồi mình sẽ upload lên. Thì trong đây sẽ có lecture mấy đây, 9 đúng không? Bắt đầu từ 9 rồi mình sẽ chỉnh lại. Để mình sẽ upload mấy cái file của tuần 3 này. Tuần 3 là lecture 7 chuyên trường con đó. Tuần 3 ít thế. Chuyên vẫn con, lecture 7 chưa có hay sao? Đấy. Đây, đây, chỗ này, có rồi đây. Câu 3 thì hôm trước chữa rồi. Câu 4 đây. Câu 5 chữa rồi. Đúng nhỉ, hôm trước chữa câu 3, câu 5. Tuần 4 đây. Tuần 4 trong SQL chứ. Có chết hôm trước mình dạy xong không biết mình lưu ở đâu ấy. Chỉnh lại cho các bạn sau. Rồi mình gửi sau nhá. Chắc chắn sẽ gửi, yên tâm. Bảo gửi là sẽ gửi. Nhưng mà chỉ đợi chiếc về sau thôi. Chi vấn con. Tuần 3 này, chi vấn con này. Tuần 2. Bạn đã mình định bảo là cho các bạn ngồi, mình sẽ cho các bạn ngồi làm lại những câu này. Đấy thì mà chữa từng câu một, nhưng mà thôi chữa từng câu nhờ các bạn im lắm. Nên thì từ tí nữa mình sẽ gửi cho các bạn chỉ vấn trên một bảng có rồi này. Cái lecture này nó không đúng này, nói chung là nó đang lộn xộn, đọc chả hiểu gì. Nha, cái link mình gửi cho các bạn rồi đấy. Rồi, các bạn làm lại đọc kỹ lại cho mình những cái bài các chương đi. Rồi đến 10:30 chúng ta sẽ học được chương cuối là chương số 12. Học được bằng nào thì học, đúng nhỉ? Còn để cho các bạn nắm được để tuần sau chúng ta thực hành cho nó dễ. Tuần sau chắc là full thực hành, có phòng máy ở trên lớp. Full thực hành. Làm thực hành thế thôi nhá.
Đó. Ở lecture số 12 là thủ tục lưu trú hàm và trigger. Thì đây nó là phần lập trình nâng cao của cái phần kia. Phần kia như các bạn trước đã biết là chúng ta ví dụ. Ví dụ như là rồi. Ví dụ như là thủ tục này, thủ tục lưu trú hàm và trigger, thì ví dụ như ở chỗ kia chúng ta khai vào biến, chúng ta khai vào biến vô hướng hay là biến đảo, đúng nhỉ? Hay là các bạn sử dụng các câu lệnh if else, thì đấy là những cái mà chúng ta làm riêng lẻ, đơn lẻ, đúng nhỉ? Nó không phải là một cái tập các cái câu lệnh hay là gì đó nó quá quá phức tạp, đúng nhỉ? Nhưng mà bây giờ khi mà các bạn sử dụng thủ tục lưu trú này, hàm hay là trigger, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có nhiều các cái câu lệnh phức tạp hơn, và chúng ta sẽ dùng những cái lưu trú, ví dụ như thủ tục procedure này,
function này hay trigger vào trong quá trình chúng ta xử lý dữ liệu. Đấy, như cái bên kia chúng ta là chúng ta tự nhiên ở chương trước đấy, chương 11 đấy. Chúng ta khai báo các biến hay làm các gì đó ấy, bảng tạm ấy, thì chúng ta chỉ làm được ở trong cái SQL Server thôi. Đấy, chỉ làm trên cái phần mềm biên dịch đấy thôi. SQL Server Management ấy. Còn khi mà chúng ta có các thủ tục này này thì chúng ta không làm được. Đấy, cho nên là mình mới bảo là ở cái chương số 11 ấy, thì mình cũng ngại cài. Vì thứ nhất là chỉ có chương 11 đấy nó mới đưa ra được, nó in ra luôn ở trên cái màn hình message thôi. Còn ở chương số 12 như cái này này thì chúng ta nó cũng in ở trên message, nhưng mà chúng ta cũng có thể in là ở phần output, chúng ta kiểm tra xem những cái thủ tục hoặc là cái hàm nó làm được hay không. Chờ mình tí nhé, đau họng, đó như đau họng. Dạy online là chán nhất. Đấy, thì các bạn thủ tục lưu trú hàm trigger này, thì nội dung chúng ta sẽ có là thủ tục lưu trú, store procedures, hay là hàm do người định nghĩa user defined function UDF, có thể viết tắt là UDF, user defined function, hay là trigger lỗi, bẫy lỗi, hay là chúng ta kiểm tra xem nào cái dữ liệu đấy có lỗi không, nếu mà có lỗi thì nó sẽ làm cái thao tác nào. Đấy. Sự khác nhau giữa các chương trình có tính thủ tục trong SQL, ví dụ các bạn sử dụng các câu lệnh script này, bash thì multi, đúng không nhỉ, ở nhiều các khối đấy, thì nó lưu ở trong cái zip đấy, find new on the zip. Và có cho phép truyền các cái parameter hay là các biến đầu vào hay không, các tham số đầu vào hay không thì là không. Đấy. Còn store procedure thì bash thì only bash. Cái script này thì chúng ta có thể viết ở nhiều các khối khác nhau nhé. Bash khối nhé. Đấy, nhưng cái này chỉ một khối này. Đấy. Và lưu ở trong một object ở trong database. Nhưng lưu thẳng vào database nhé. Nhưng cái này lưu trong disk, là lưu trong ổ đĩa, hoặc lưu trong RAM hay gì đó. Thì chúng ta thấy nó những cái này nó chả có ý nghĩa gì. Thì cái lecture memo chúng ta làm ấy, chúng ta chỉ test, chúng ta viết ở trong cái đấy thôi. Chúng ta viết trong đấy thôi. Còn khi mà các bạn biết những cái này thì chúng ta chỉ có biết ở trong cái này. Và những cái procedure này nó sẽ lưu trực tiếp vào trong database nha. Ví dụ cái file script file.sql ấy. Đấy. File.sql thì chúng ta sẽ lưu trong cái zip. Nhưng cái file SQL thì sao ạ? Cái file SQL.sql thì chúng ta có thể chia sẻ được những cái file như chúng ta viết những cái function hoặc viết những cái script nào. Nhưng mà chúng ta nó lại không tự động nó chạy hay là thực thi ở trong database. Nhưng mà store procedure cái này, user defined function, trigger thì nó sẽ lưu trong database. Đấy. Nó là một object ở trong database nhé. Execute thì procedure thì chúng ta sử dụng bằng chương trình hoặc là một cái script là exec. Đấy. Nó là một bởi một cái chương trình đúng không? Ví dụ như là các bạn viết một cái app hoặc là viết một cái phần mềm mà nó gọi đến cái thủ tục này. Đấy. Thì cái thủ tục này nó lưu ở trong database rồi. Thì nó gọi là giống như một cái table thôi, nó là một object. Thì cái procedure này nó là một object. Đấy. Thì cái này cũng vậy, tương tự như thế. Nhưng mà liên cái trigger thì automatic, nó tự động chạy. Ví dụ chúng ta insert dữ liệu thì tự động nó chạy cái trigger này. Đấy. Đúng nhỉ? Thì cái trigger này nó tự động nó bắt lỗi, có nghĩa là nếu mà một người nào đó họ truy cập trái phép vào server hoặc là database, đúng không nhỉ? Vào server và nó insert dữ liệu ảo, ví dụ như là người này tiền đang có ví dụ là 100.000 chẳng hạn, tự nhiên là insert thêm là nó là 1.000.000, thêm một số 0 ở đằng sau, thì cái trigger này có nhiệm vụ nó bắt lỗi và nó chặn đứng tự động mà nó không cần phải thực thi thủ công, thế mà nó tự động chạy nhé. Thì accept parameter thì hai cái này có cho phép chúng ta truyền những cái tham số đầu vào, ví dụ như là mình muốn lấy ra thông tin của nhân viên A, nhân viên B gì đó thì chúng ta có thể truyền cái mã số nhân viên của nhân viên này vào, hay là truyền tên nhân viên. Thì cái store procedure nó sẽ nhận thông tin. Thì chi tiết cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ vào trong từng ví dụ nha. Thủ tục lưu trú hay là store procedure. Đấy. Thì các lập trình viên SQL điều khiển ai truy cập cơ sở dữ liệu và truy cập như thế nào. Đấy. Những ai có quyền truy cập và truy cập như thế nào.
Đấy, hàm do người dùng định nghĩa này thường xuyên bởi các lập trình viên trong các thủ tục hoặc các trigger mà họ viết. Cái này thì nó nói đang nói về sử dụng thì chúng ta bỏ qua nhé. Cái này các bạn thấy đây. Phần 1 này, thủ tục lưu trú. Chúng ta để tạo một cái thủ tục lưu trú thì tương tự như tạo một table, tạo một view, create view. Thì ở đây chúng ta sẽ là create proc. Đấy, viết tắt hoặc là proc hoặc là procedure viết đầy đủ cũng được. Đấy. Thì chúng ta create này. Đấy, tên procedure as như thế này. Nhá. Yeah. Thì đây là một cái procedure mà nó sao ạ? Nó đưa ra thông tin của vendor name invoice. Thì đây, thì đây là chỉ là một câu lệnh select đúng chưa, mà kiểm tra xem những cái thằng nào mà có invoice gì đây, invoice pay, invoice due, invoice total, invoice due tổng số lượng, tổng số invoice còn cần phải trả đấy, lớn không đấy. Thì order by vendor name, vendor name này đấy, theo hóa đơn. Thì các bạn thì đây là một cái procedure, thì để chúng ta chạy cái procedure đó thì chúng ta sử dụng câu lệnh access, access procedure nha. Thì đây là cái ví dụ, cái này là ví dụ trước khi chúng ta định nghĩa. Thì định nghĩa này chúng ta sẽ có là create procedure hoặc là procedure viết đầy đủ hoặc viết tắt và tên procedure đấy. Và parameter declaration thì có nghĩa là chúng ta truyền những cái tham số đầu vào vào như thế nào. Còn readly comply hay là này thì chúng ta không cần, đừng có mà readly comply, nghĩa là mỗi lần chạy một procedure thì nó lại comply lại thì nó không hay. Procedure chúng ta chạy một lần và chúng ta lần sau chúng ta cứ gọi lại, chúng ta không cần phải build lại cái procedure này nhá. Còn parameter là chúng ta sẽ truyền những cái tham số đầu vào như thế nào, để tí nữa có ví dụ cụ thể cho các bạn. Và SQL statement, S nó là SQL statement, tức là các cái câu lệnh SQL. Đấy. Thì ví dụ như ở đây mình có một cái câu lệnh là create procedure. Đấy, nếu mà tồn tại cái procedure này. Đấy. Object còn là if not exit. Ở if exit thì chúng ta drop nó đi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ create procedure mới này. As if object ID invoice ID is null. Yeah, thì drop table. Đấy. Xong select sao into invoice copy from invoice. Thì cái này ai đọc được cái dòng này và giải nghĩa cho mình xem từ trên đây xuống dưới đây họ làm những cái gì và làm như thế nào? Có ai giải nghĩa được không? Quên được tai nghe này. Alo. Cái procedure đây nha, mình giải thích luôn nhá. View là sử dụng database AP. Đấy. Thì cái database này tuần sau chúng ta sẽ được thực hành chi tiết hơn. Vì tuần này bây giờ chúng ta lại tạo một cái database mới thì nó mất bất công, không cần thiết nhá. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra nhá. Nếu mà object ID có nghĩa là nó tồn tại cái procedure là SP copy invoice là procedure này nhá. Đấy. Thì chúng ta làm sao đây ạ? Nếu tồn tại nhé, nó not null mà nó tồn tại mà, thì chúng ta xóa đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo lại một procedure chúng ta vừa xóa nếu mà đã tồn tại trước đó. Và chúng ta as procedure này như là nếu mà tồn tại cái invoice copy này thì chúng ta xóa đi và chúng ta tạo mới invoice copy mới nhá. Là select sao into invoice copy là lấy tất cả thông tin trong cái bảng invoice này cho vào bảng invoice copy nhá. Yeah. Thì đấy là cái câu lệnh procedure. Đấy. Thì đây là một cái procedure rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Thì bây giờ các bạn tương tự các bạn làm cho mình nhé. Các bạn viết cái một cái câu lệnh
như thế này. Đấy. Còn cái ví dụ này để hôm sau chúng ta làm sau nhé, hôm sau. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ ví dụ các cái khác. Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ tạo một cái procedure nhá, tương tự như cái procedure này nhá, tạo một cái procedure ví dụ như là SP là viết tắt của cái gì đó procedure, store được procedure nhá, SP là store procedure này, chúng ta đây là tên procedure là sao chép nhân viên chẳng hạn. Đấy, chúng ta cứ lái đi vậy để chúng ta làm thành cái bảng nhân viên của chúng ta. Đấy, cái procedure đó có nhiệm vụ là nếu cái bảng nhân viên copy đã tồn tại thì xóa đi và chúng ta tạo bảng nhân viên copy mới. Thì hôm trước chúng ta cũng có select in select sao into nhân viên copy đúng không nhỉ, clone nhân viên đấy. Thì hôm đấy chúng ta gặp cái tình trạng là nếu mà chúng ta cứ select sao liên tục thì nó sẽ lọc dữ liệu, nhớ không nhỉ, tuần trước á. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái như thế này đúng nhỉ. Thì đây mình sẽ lấy ví dụ luôn nha, mình viết ví dụ như nhá. Chúng ta sẽ là you, cái này thì you này thì tạm thời chúng ta sẽ dùng tạm đây này, nó không đậm. Thì đây là tạm thời you chúng ta bỏ qua nhé. You nhân viên chẳng hạn nha. Đấy, tạm thời như thế. Nếu các bạn sử dụng Express Server thì chúng ta ấy luôn, chúng ta sẽ có kiểm tra điều kiện if nhá. Thì ở đây chúng ta là if object id is not null, if này object id cầm sp store the procedure nên sao chép copy nhân viên. Đây là lưu ý nhá, SP đây là store the procedure, thì đây là cái procedure nhá. Copy dưới nhân viên này is not null đúng nhá. Nếu mà object id is not null thì chúng ta thà drop SP copy cái này. Đấy, là chúng ta sẽ xóa đi. Đúng nhỉ? Chúng ta xóa ví dụ lên này. Đấy, các bạn giống trong ví dụ này, is not null này. Đấy, thì chúng ta xóa đi và chúng ta clear lại. Đúng nhỉ? Đấy. Thì ở đây có một câu lệnh câu để chúng ta ngắt. Nên là chúng ta xóa đi và chúng ta ngắt đi nhá. Đúng nhỉ? Để thì mình clear này. Procedure này. Đấy, tên procedure SP copy nhân viên đúng nhỉ, S gì đây ạ, đây là mình để còn nhá, if public id public id quả cái bảng nhân viên copy này, bảng nhân viên xin chữ copy. Nếu có bảng nhân viên copy này thì sao ạ? Is not null. Đã drop này. Xóa cái này đi. Đó là bảng nhân viên copy ấy. Đấy. Và chúng ta viết tiếp câu lệnh truy vấn. Viết tiếp câu lệnh truy vấn thì chúng ta sẽ là select select sao into select sao into select sao này into nhân viên copy form nhân viên đúng nhỉ. Thì bây giờ các bạn chỉ cần chạy câu lệnh này thôi, chạy nhá. Đấy,
Sao nó báo lỗi râu gì đây? Nó không cho râu à? Gì đây? Create procedure must be first statement. Không được rồi. Nếu có râu ở đây thì nó báo lỗi. Nhưng mà không có râu thì nó lại sợ thật, không có câu thì không được. Thôi, những cái này các bạn biết ở trong SQL Server thì có nhá, nhưng bây giờ chúng ta thì không, cho nên mình chỉ chạy cái đoạn này thôi nha. Đấy. Cái nhân viên xịt chữ copy nó chưa có ấy. Mình hiểu rồi, có nghĩa là nếu mà đây này, nó kiểm tra nếu mà not null thì nó mới drop mà. Đấy, nhưng mà bây giờ nó không hiểu cái này. Thôi mình bôi đen cái câu lệnh này mình chạy trước nhá. Đấy. Bôi đen câu lệnh này này. Các bạn, đây mình bôi đen cái câu lệnh này nhá. Mình vừa bôi đen câu lệnh này này. Thì bây giờ mình thử truy vấn nhá, thử truy vấn để kiểm tra xem là nó có dữ liệu chưa nhá. Để chúng ta test bằng cách là kiểm tra này, cách ra kiểm tra này, đấy là select sao select sao from nhân viên copy đúng không nhỉ, nhân viên copy đấy. Thì các bạn chạy cái này thì các bạn sẽ thấy được đây này, nó sao chép cái bảng nhân viên thành cái bảng nhân viên copy, nhưng mà cái này không có khóa chính khóa ngoài gì nhá. Còn để làm sao để cái này nó reload được lại số bảng thì mình cũng không biết được làm sao, nhưng hôm trước tự nhiên về sau lại có nhân viên copy ở đây này, bây giờ bảo reload lại luôn thì không biết nó reload kiểu gì đấy, rất là dị cái đấy. Thế nha, thì đấy là chúng ta đã lấy được cái bảng nhân viên ở đây. Đây này, đấy, cái bảng nhân viên ở đây. Nhân viên copy, thì bây giờ chúng ta create procedure này. Đấy. Nó không sử dụng cái câu lệnh này nữa. Object ID nó không nhận được ở trong đây rồi. Nó không nhận được ở trong đây, object ID giống như đây này. Đấy. Nó không hiểu được cái object ID ở đây. Ở trong cái chương trình biên dịch này nó không nhận được. Đấy. À, drop. C. Mình sai chỗ này đấy. Đấy. Cũng không được. Bựa nhỉ. Drop. Anh nhầm, ở dưới này là drop table, còn trên là drop proc. Đây là drop table, đây drop table nhá. Bạn này mình không có chữ table ở đây. Đấy. Chạy thử xem nào, nó được chưa? Không được. Lại là có phải cho vào trong nhóm số nhảy kép không ạ? Nhảy đơn nhỉ? Anh nhảy đơn á, tên bảng thử xem nào. Như vừa nãy cũng báo lỗi đúng không? Ok, cảm ơn bạn. Có thể, maybe. Từ. Nếu mà được vậy thì chúng ta sẽ chạy những câu lệnh sau. Vẫn không được. Nhân viên copy này nó là incorrect này. Đấy. Nhưng object ID này nó không hiểu là cái quái gì. Như cái bản online nó chỉ cho mấy cái kiểu nó cơ bản nữa thôi. Chứ mấy cái kiểu hơi khác một tí là không được. Đây thì các bạn ở đây này, trong cái ví dụ này cũng có một cái if exit của cái select sao from này. Đấy thì chúng ta sẽ được load nó đi. Đấy, thì các bạn thấy nhỉ, if exit thì có lệnh exit nhé. Thì chúng ta ở đây chúng ta chịu khó chúng ta thử làm kiểu này xem. If exit
Select sao from nhân viên sinh trừ copy exit nhân viên copy đấy thì chúng ta xóa đi nếu tồn tại cái này thì chúng ta xóa đi đúng nhỉ, còn nếu không thì chúng ta tạo mới à cũng không được. Cái group table hình như thầy thầy không được để trong ngoặc kép mà thầy chỉ để cái ngoặc kép ở trong cái ốc đất đấy thầy. Không không, nó vẫn là lỗi đây. Thấy là cái group table thầy thầy phải bỏ cái ngoặc kép đi. À ngoặc ngoặc đọc đơn. À. Nó cũng không liên quan lắm. Đấy. Các bạn để này. Các bạn cứ thử ấy nhá. Hoặc là DBO chỗ này, này nhá. Đấy. Thêm cái DBO ở đây. Đấy nhỉ? Hoặc là bên mình thử check lại cái object exit object id nhé, obcncp-id đấy, quả dbo chấm nhân viên này này, để xem nào có được không nhá, mình select lại nhá, đấy thì vẫn có đúng nhỉ, các bạn nhìn này vẫn có nhá. Đấy bây giờ mình create lại có được không ạ, create báo lỗi ngay lập tức cái gì đấy ạ, đấy đây này, gì đây, à rồi, is not null, đấy, tạo lại xem nào, đây, multipath identifier could not be bounced. Thôi, nói chung là không là được kiểu nghèo này. Đấy, exit nha. Đấy, để chúng ta tạo. Bây giờ chúng ta không create được lại nha. Chúng ta đã có rồi này. Đây này, cái procedure này ban nãy chúng ta này. Let the object name sp copy nhân viên. Có nghĩa là chúng ta đã có nhân viên này rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ đây, dbo chấm này. Chấm thử xem nào, nó có chạy được câu lệnh này không, không được, bỏ go đi xem nào, đi trong trong cái object id thầy phải để dấu cái kép ấy. Object id sao nó lại không nhận được nhỉ, mình thử xem nào, nhận cái này nó không nhận thì chúng ta làm nó khó. À được rồi này, ừ vậy nhé, kép chuẩn nhé, cảm ơn bạn. Thì đây chỗ này chúng ta cũng chuyển lại nhé, object id cho nó chuẩn này. Đấy, object id này. Đấy. Thì bây giờ mình thử select lại nhé. Đây này, bây giờ chúng ta xem quy trình nhé. Select lại. Nó chưa xóa. Khổ thân nó chưa xóa. Đây nhá. SP copy nhân viên đây này, à procedure chứ, chúng ta thử chạy nhé, kiểm tra này, exec SP đây nó lên cái bảng nhân viên copy này, các bạn nhìn này, SP này, ship trừ này, đây cái này procedure này nhé, để tạo procedure ấy thì chúng ta create này, đấy, để chạy thì chúng ta chạy này, đấy, nó chạy nhá, run, thì nó báo gì đấy ạ, thì nó báo cái procedure này nó không tồn tại, đây, không thể tìm thấy cái procedure này, sp copy nv, tại vì sao ạ, tại vì mình vừa chạy có lệnh này, nhá, mình vừa chạy có lệnh này, nó xóa mất rồi, mà mình chưa tạo lại, nhá, thì bây giờ mình tạo lại nhá, đấy, tạo lại, run, đấy, bây giờ mình exit nó lên nhá. Đấy. Thì bạn nhìn nó chả có thông báo gì. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng SQL Server, MySQL á, SQL Server Management Studio ấy, thì các bạn nhìn thấy thông báo là successfully hay gì đó. Đúng nhỉ? Nhưng ở đây của mình nó chả có thông báo gì. Đấy, thì bây giờ mình muốn kiểm exit nó này, thì bây giờ cái này nó đang không có thông báo nên chúng ta không biết được nó là như thế nào. Nhá.
thì tí nữa sẽ có policy chúng ta biết được. Còn bây giờ mình thử kiểm tra này, select này, đấy, run. Đấy, nó có table này rồi, đúng chưa? Đấy, nếu mà chúng ta không drop nó đi, nếu mà không drop nó đi, nha, nếu không drop từ chỗ này này, thì sẽ có một vấn đề như sau. Đây là chúng ta sẽ, khi chúng ta extract thì nó cứ lặp đi lặp lại cái dữ liệu vào trong đây. Ví dụ như thế này nhá, mình xóa cái này đi, mình chạy cái này đi. Đấy, mình xóa cái này. Không được. Khi đấy cái lệnh insert này nó báo lỗi ngay lập tức, select này báo lỗi ngay lập tức vì nó bảo đã tồn tại bảng này thôi nhé, nó vẫn phải xóa đi. Trong trường hợp này không được, để ý là mình sẽ cho các bạn trường hợp khác thì trong trường hợp này vẫn không được nha. Thì chúng ta kiểm tra nếu mà cái cái object id này nó tồn tại cái procedure, thì chúng ta biết procedure chúng ta sẽ biết là sp đầu tiên là store được procedure gạch dưới tên procedure nhá. Thì cái này các bạn đặt như thế nào cũng được, nhưng bây giờ mình chúng ta cứ tạm thời đặt như thế này. Thì chúng ta xóa đi, xong chúng ta tạo cái procedure của cái tên vừa xóa đi này để chúng ta tạo lại theo cái thông tin như thế này nhé. Nếu đã tồn tại bảng nhân viên copy thì xóa đi và chúng ta insert lại, đúng nhá. Đấy rồi, thì đây là một ví dụ đơn giản nhé. Đấy, thì tiếp theo, đấy, tiếp theo chúng ta yêu cầu này thì hôm sau chúng ta đi học chúng ta làm nhé. Thì bây giờ chúng ta chưa làm bộ. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo tam biếm trong thủ tục. Cũng nghe chúng ta chuyển các parameter, parameter là các cái biến vào trong cái ví dụ, đúng nhỉ? Tham biến này hay là tham trị này, bắt buộc này luôn phải có trong lời gọi thủ tục. Ví dụ như là a cộng date và small time. Cái này thì mình sẽ nói tham biến tham trị tùy chọn được gán giá trị mặc định trong câu lệnh khai báo biến, sau đó nó có thể không cần xuất hiện trong lời gọi thủ tục. Ví dụ như là cái này đây nhá, thì các bạn tham biến output rồi là cái biến này truyền ra ngoài thủ tục, thì chúng ta thêm một cái từ khóa output. Thì ba cái dòng này nếu mà các bạn đọc ấy, thì bây giờ các bạn tưởng tượng, các bạn chưa tưởng tượng được nó như thế nào. Và nên khai báo các biến bắt buộc trước các biến không bắt buộc. Thì cái này giống như môn đồ họa máy tính, nếu các bạn học của mình các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ khai báo các buộc. Ví dụ như mình create một cái procedure tên nó như thế này, in store the procedure này, invoice total 1, đây số 1 nhé. Đấy, thì cái mình sẽ có hai cái biến đầu vào là khai báo một cái biến date và kiểu giữ mọ là small date time này, và invoice total là kiểu money, và kiểu invoice total này nó put ấy, có nghĩa là khi nó thực hiện xong cái procedure này ấy, thì chúng ta sẽ nhận nó return ra được cái invoice total là kiểu đấy, là invoice total, return được invoice total là kiểu dữ liệu money này, để chúng ta tính toán về sau. E select invoice total bằng sang bên này from where lớn hơn date và đấy, thì có nghĩa là các bạn sẽ lấy ra được một cái procedure mà nó lấy ra được cái tổng hóa đơn, tổng tiền của tất cả các hóa đơn mà có ngày lập hóa đơn lớn hơn ngày chúng ta nhập vào. Thì khi chúng ta lời gọi thủ tục thì chúng ta này đây nhá, extract ban nay chúng ta chỉ cần extract sp invoice là extract là cái lời gọi này, và SP invoice là tên của procedure này. Đấy, thì là chúng ta được. Nhưng bây giờ khi chúng ta đã có hai cái biến đầu vào mới, chúng ta phải truyền vào. Biến thứ nhất là date 3, nó sẽ vào đây là ngày 12, ngày 22 tháng 12 2012 vào đây. Và biến tiếp theo là invoice total. Đấy, thì các bạn sẽ ghi là A cộng. Thì các bạn, đây là các bạn truyền biến từ trong này ra ngoài nhé, output này. Đấy, thì cái my invoice total này chúng ta tính toán được ra thì chúng ta cho nó thành cái output. Đấy, thì khi đấy tí nữa chúng ta print cái invoice total này thì nó sao ạ? Thì nó sẽ in ra được cái procedure mà khi chúng ta truyền cái data này cả. Đấy, thì đây nếu mà chúng ta có một tham biến tùy chọn thì chúng ta truyền nó bằng null. Đấy, small time bằng null thì chúng ta truyền mặc định này, tên biến này, kiểu dữ liệu này và bằng giá trị mặc định này, thì null cũng là một giá trị nhé, là không có gì, là không gì đấy. Đấy, thì hoặc là chúng ta sẽ lời gọi là chúng ta sẽ truyền cái data này vào,
ở đây. Đấy, vào cái này. Hoặc là chúng ta gọi vậy thì nó mặc định nhiệm bằng null nhé. Đây mình lấy ví dụ như thế này. Ví dụ chúng ta bây giờ chúng đây mình nói qua như thế thôi. Thì đây mình sẽ lấy một ví dụ như sau. Ở một cái thủ tục này nhá. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái mới đó là tạo thủ tục này. Lấy là thông tin gì nhỉ? Tham gia các dự án của một nhân viên tuần trước, một nhân viên với mã nhân viên tuần trước. Đấy nhá, thì các bạn phải tạo một cái thủ tục là tạo một cái procedure mà đưa ra tất cả các thông tin mà các dự án mà nhân viên đó tham gia. Đấy, một nhân viên tham gia với mã nhân viên cho trước, có nghĩa là cái procedure đó chúng ta truyền cái mã nhân viên vào, đúng nhá. Các bạn có hiểu cái câu hỏi này không nhỉ? Tạo một thủ tục nhá mà lấy ra thông tin tham gia các dự án của một nhân viên với mã nhân viên cho trước nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có này, create procedure, đúng là procedure gì đấy ạ? Ví dụ như là SP store the procedure này, thông tin nhân viên, đấy, thông tin nhân viên nhá. Chúng ta truyền vào biến một biến mới gọi là declare mã NV, đúng nhờ? Mã NV đây thì chúng ta lưu ý là trong bảng nhân viên thì đây các bạn nhìn này, procedure nó có đây SP copy này, đấy. Đang tồn tại đây này. Đây mình thử xóa đi nhá. If object này xóa là nó có xóa đi mất không? Không hiểu sao nó lại có, không hiểu sao nó mất. À mất đây này. Đấy. Mất procedure luôn đúng không nhỉ? Nha. Và mình create lại procedure nhá. Đấy. Đây, à được luôn này. Đấy. Cái này được luôn nhá. Các bạn nhìn nhỉ? Procedure chúng ta có một procedure này. Nha. Cái này hay đấy. Rồi. Mã nhân viên này, thì các bạn để này, trong bảng nhân viên thì các bạn sẽ thấy là cái mã nhân viên đó là kiểu character 6 đây này, nhân viên character 6 thì ở đây chúng ta cho tương ứng là character 6 và chúng ta cho mặc định bằng gì ạ? Mặc định bằng một nhân viên nhé, là 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Đấy nha. Và các bạn create procedure này thì chúng ta là s rồi gì ạ? F này select cứ đi sao from chấm công nha, thì mình thử chạy mỗi cái select sao from chấm công cho nó lấy ra những thông tin gì. Đấy, thì mã số nhân viên này, mã số nhận dự án này và giờ công. Từ xem nào. Các cho mình ký nhé, mình lướt nick này slide cho nào. Cái ví dụ của nó là sao để cho nó tương đồng. Đây. Select sao from chấm com. Đây. Sao nó mã số dự án này. Ở công này. Where này. Mã số NV đây này, cái mã số NV này. Đấy. Mã số NV này bằng A cộng mã NV. Đấy,
Nãy giờ bên này mình tiền vào nhé, bây giờ mình lấy ra nhé, đây mình chạy này. Đã lệ này mình chạy nhé. Đấy. Thì bây giờ cái policy là SP thông tin nhân viên này. Thì bây giờ mình sẽ extract nó lên nhé, extract kiểm tra này. Kiểm tra này. Extract này. Từ extract này, ok. Này. Extract SP copy nhân viên. Chúng ta chạy cái này nhé. Đấy. Nó không có gì thì nó không in ra được. Đến làm thế nào để in ra nhỉ? Các bạn chờ mình tí nhá. Đây đây này. Mình lại mình không chạy nên mình nó bị kiểu này, mình chạy nhầm hàm nhé. Đấy. Thì các bạn để giúp mình này, đây này, có nghĩa là khi mình chạy cái câu lệnh này này, đấy, thì nó chạy cái procedure này và procedure này nó đưa ra thông tin này là bảng này, mã số dự án này, bên này mình vừa truyền vào này, mã số dự án này, giờ công này, prompt chấm công này, quả cái nhân viên mà có mã nhân viên mặc định là 12456, được không nhỉ? Bây giờ mình thử lấy một cái nhân viên khác nào khác đi, mình thử select sao from nhân viên thế này, select sao from nhân viên đấy, mình lấy một cái nhân viên khác nhá, mình chạy ví dụ như là 334455 chẳng hạn, đúng nhá, thì mình truyền vào đây là 33 33 này, 44 này, 55 này, mình chạy cái câu lệnh này, extract này, thì nó sẽ đưa ra cái nhân viên tại đây này. Đấy. Là nhân viên này tham gia 4 dự án và có giờ công lần lượt của từng dự án là như thế này. À, thế nhỉ? Đấy. Thì đấy là khi các bạn truyền cái tham số này vào. Đấy. Truyền cái tham số này vào để chúng ta chạy nha. Là nhân viên này mặc định là 12456 thì khi chúng ta chạy mỗi bằng từ đây đây thôi nha. Bạn qua để là mình bôi đen ở đâu thì chạy ở đấy nhá. Run này. Thì nó là mặc định của nhân viên 123456. Và khi mình thêm cái biến một cái biến đầu vào nữa, vì cái này là nó procedure này nó nhận thêm một biến đúng không nhỉ, thì mình truyền thêm cái biến mã nhân viên này vào nữa thì nó sẽ chạy của mã nhân viên này 3 3 4 4 5 5 6 6 là được 4 dự án nha. Thì đấy là cái ví dụ đơn giản nhất về procedure cho các bạn đấy. Procedure còn rất là nhiều các ví dụ phức tạp hơn, thì trong quá trình thi thì các bạn sẽ thi là từ 1 đến 2 câu procedure này, từ 1 đến 2 câu và mỗi câu cực kỳ nhiều điểm nhé, nhiều điểm nhưng phải ít nhé. Đấy, cho nên các bạn giúp mình để giúp mình cái đấy để chúng ta hoàn thiện nha chị. Vâng, thế thì ở đây thì mình cũng ở cái A cộng mã nhân viên cha 6 mình phải khởi tạo cho nó hay là mình phải khai báo nó thì mình mới truyền được vào. Nhưng mà mình khai báo không, nhưng mà mình không cần cũng được. Nếu mà không cần cũng được, nhưng lại không cần như này ấy. Ví dụ như mình drop đi nhá, mình tạo lại nhá. Đấy. Drop nó đi, tạo lại nhé. Thì mình drop Rose là mình cái này, mình drop đi thì mình tạo lại. Thay vì có lệnh if object id is null ấy, thì chúng ta có thể drop đi kiểu này. Chúng ta tạo lại nhé. Đấy. Run vẫn bình thường đúng không? Giờ khi các bạn chạy có lệnh này này. Đấy. Báo lỗi. Đúng nhỉ? Các bạn bắt buộc các bạn phải truyền thông số vào.
bắt buộc phải chuyển tham số vào nhé. Đấy, thì nó mới chạy được. Đúng nhỉ? Như đây là 1245. Bôi đen chúng ta câu lệnh này, chúng ta chuyển. À, thì giống như câu lệnh mặc lệnh ban nãy của chúng ta. Đúng nhỉ? Thì đấy là cái nội dung. À đây có drop trực tiếp trên đây luôn này. Đấy. Thì đấy là cái nội dung của cái bài chúng ta lập thủ tục hàm. Thì các bạn về các bạn xem kỹ lại cho mình. Lecture 11 và lecture 12, các bạn đọc trước cho mình lecture 12. Đọc hết lại lecture 11 này. Đọc trước cho mình lecture 12 này. Các bạn tham khảo, các bạn xem giúp mình nhé. Đấy. Các bạn xem xong rồi các bạn kiểm tra xem nào cái lecture 12 này nó có gì lạ hay không để tuần sau khi mình giảng dạy lưu ý nhé. Tuần sau mình dạy là mình dạy thực hành luôn. Có nghĩa là mình sẽ lấy ví dụ luôn cho các bạn. Đấy. Còn theo nguyên tắc đúng ấy, là học bây giờ là các bạn phải tự tìm hiểu kiến thức ở nhà trước và đến lớp mình chỉ dạy các bạn dẫn thực hành các bạn và các bạn phải tự làm luôn. Đấy, chứ không phải là các bạn mình lại giảng lại lý thuyết như thế này, nó đi nó lại rất là mệt. Đúng nhá. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Không. Nếu không còn câu hỏi gì chắc là chúng ta kết thúc buổi học hôm nay tại đây. Chào bạn nha. Đây cho em.